trước. Muốn tôi lộ với cái quần lẽ để xem thử như mất đây chúng ta xem. Ngủ đi mập. Chưa ngủ là chưa ngủ được rồi. Ngủ đi cho nó mập. Vô ngủ đi cho nó mập. Dạ. Im lặng, cô Nguyên bán hàng rồi. Hello cả nhà nha. Áo sơ mi trắng không sợ. Dạ không chị. Em không lên yêu cầu. Từ từ nhá, từng mã một. Không thể phục vụ từng chị một được. Còn mấy cái quần sung sớ hồi nãy cho em đem bán tặng luôn rồi. Nhà em áo khoác nhiều lắm. Hello, hello chị em mình nha. Hello chị Nguyễn Thị Thu. Rồi chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng Nguyên nhé. Teo gọn. Cái mấy còn mấy cái quần sung ở đằng trước kìa. Áo khoác nhà em nhiều lắm. Hello chị Yên Nhã nha. Đứa nào áo phong cũng đẹp lắm chị em mình ơi. Còn hàng xịn thôi. Lên chưa? Thấy ok chứ chị em mình ơi. Mỗi chị em mình vô xem like tương tác lên luôn dùng nguyên xíu nha. Bộ áo phong quần các kiểu sale rẻ, rất là rẻ luôn. Áo khoác cầm đủ nữa nha. Rồi lên nha. Của Vera này kìa. Ôi trời ơi, lại xịn xò rồi. Áo khoác không ngủ không em? Áo khoác không ngủ thì lại nhiều. Cô ngủ. Cô Nguyên lắp camera chỗ nó rồi đó. Một camera nhỏ xíu như ngón tay á. Đi vô nó ngủ đi. Ở ngoài đây là cô Nguyên thái hết. Thái tắt tần tật hết đi. Rồi lên và sang hàng sale nha. Không nói nhiều, ngủ đi. Không ai không cho lên nữa đâu đó. Lên nha. Vào sang hàng sale có bao nhiêu cái quần này nè bán tặng. Hàng này mình thấy người ta đang chạy 75-79 nghìn đấy chị em mình. Đẹp lắm, nhưng mà hàng này còn sót được vài con thôi. Cái con này quần lỡ rồi, con này quần lỡ rồi. Cọc quần lỡ, cọc quần lỡ rồi hả? Rồi đi, vô nha, mà sang hàng xem. Cho em quần dài, bán tặng quần dài nha. Tặng cái này có mấy cái, em bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Nha, quần này là quần sung găng, hàng Quảng Châu, chị em mình nhìn hàng luôn được. Sót được mấy con thôi em lên bán tặng trẻ mình nhìn hàng luôn dùng nguyên nhát xây 60 mang ok. Quần sung găng nha. Có mấy con thôi, từng này con này chị. Đây quần màu đen này. Quần sung găng em lên bán tặng hàng này nè, đẹp lắm luôn. Trẻ mình nhìn này. Nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Xây 60 mang ok con này nhá. Quần sung găng. Đấy, bao xịn sò luôn. Có mấy con thôi. Mang chợ này mang con này bao sướng trẻ mà mang áo phông rộng, áo crop top gì cũng đẹp. Đẹp cực kỳ luôn. Em bán tặng luôn cho trẻ mình con này nhé. 49 nghìn.
Không, cái nó trong cái bộ rồi. Cái nó trong cái bộ thì chúng ta kêu 49.000 con này nhé. Đảm bảo dẻ mình đi dạo quanh Facebook không ai bán dẻ mình con là 49.000. Đây, đi nhập sĩ đã hơn giá này rồi. Chị em mình thấy không? 49.000 rẻ hơn một con quần sung găng đùi. Em đi luôn chị em mình sung găng dài nhé. Tặng 49.000, size này chị em mình 60-62. Mang ok con này luôn, mang bao sướng con này nhé. 49.000 nha, lên luôn, những cái này quần lỡ rồi. Cái quần lỡ rồi, 49.000 màu hồng rút nhé chị em mình ơi. Ai có từng này tấm lại có từng này con. Từ từ nhé, khóa không mũ từ từ chị ơi. Ôi con này quần lỡ mà chị. Quần lỡ mà. Cái gì đàn nhã ca. Đấy là răng, đấy là răng. Răng con này quần lỡ rồi. Ok gì đàn nhã ca. 49.000 thôi. Trời ơi. Con này cũng lỡ người ơi. Cái số này là lỡ rồi nè. Bỏ xuống lại giùm em. Không có máy màu chị ơi. Có máy cái thôi chị chắc ơi. Em xe 49.000. Ui màu. Có bài cái thôi. Nha. Rồi lên luôn dùng nguyên nhá. Nè. Đẹp không? Trời ơi 49.000 màu màu cổ Việt. Nha, lên mã cổ Việt 49.000. Chị em mình cứ dạo cái này đi. Người ta bán cho chị em mình không dưới 79.000 một con đâu. Lên luôn dùng mã cổ Việt luôn dùng nguyên nhá. Màu hồng rút, màu cổ Việt, màu xanh xanh bơ. 49.000. Nha, hồng rút, cổ Việt, xanh bơ và màu đen nữa. Màu đen nữa, cổ Việt cho chị Vy Lucky. Màu xanh bơ này chị em mình đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn, chọn màu cho em nha. Xanh bơ được hai cái dài. Lên mã xanh bơ nhé. Xanh bơ cho chị Hồng Phụng. Này, chị em mình nhìn chắc này. Siêu đã luôn, cho chị Hồng Phụng con. Rồi còn một con xanh bơ này. Hăng không sai em ơi, nhưng mà nó nhãn nhiều này. Chị em mình nhìn 49.000, chị em mình nhìn cái phần lưng thun này. Xanh bơ cho chị con nhà nông này. Con nhà nông này. Mỗi màu bao quần cho chị Ti Ti này. Mỗi màu ba quần mà. Làm gì còn. Làm gì còn. Cho em màu đen nữa. Cho em màu đen. Từ từ lẫn từ từ nhé. Xanh cổ Việt hết rồi. Bắt cho chị chắc hai cái đi. Dài à? Ừ, quần dài. Từ từ đừng có rỉ hết lên chị. Từ từ đừng có rỉ hết lên cho em con máu thôi. Rồi nhé, bỏ cái này xuống. Cái này chị Ti Ti mỗi màu ba cái. Làm gì còn. Lấy áo khoác từ từ chờ em xíu nhé. Đen cho trên trên cái. Ui giời ơi. Đen cho trên trên cái. Lỡ từ từ chị ơi. Lên đen luôn dùng nguyên nhé. Đen trên trên đen cho Hà Thanh. 49.000 làm sao chị em mình mua được con này. Thiệt sự luôn. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Một đen một cái xanh bơ chị bảo. Một cái đen một cái xanh bơ. Bùng chung khác luôn. Đen cho Ly Ly. Chị Huỳnh thì nở xanh bơ hết rồi. Lily xanh bơ đợi. Hết rồi nha. Lily nhận được đơn chưa? Lily sao đấy? Sao đấy? Tím không có chị ơi. Chị nào cho chị ribbit. Bi rít. Chị nào mà ép không kiểu thì chuyển khoản qua luôn dùng nguyên nhá. Đang cho chị Phương Nguyễn ngồi. Phương Nguyễn ngồi. Không cái nó của chị ấy rồi, chị ấy mở màu ba con. Nha. Rồi đen cho chị Nam đi. Chị em mình đi dạo đi, mua con này không bao giờ người ta bán cho chị em mình 49.000 cho con quần sung găng này hết. Đấy, quần đùi cũng có giá này rồi, làm sao mà đi mua quần sung găng dài này mà 49.000 được nha. Ok. Không, hỏi thử là chị có đi đơn được chưa chứ không phải là hỏi chị chuyển khoản chưa. Rồi nhá, chị nào, quần lỡ đâu chị, cho em đang quần lỡ luôn. Quần lỡ có mấy con à? Quần lỡ em có mấy con thôi. Hai đen, đen cho chị Phi Trần. Ok. Đen cho Phi Trần. Đen cho chị Huỳnh Thị Nở. Đen chị Phương có rồi chị Phương ơi. Nha, có rồi. Chứ nãy còn mấy con quần ta luôn. Con này lên mã lỡ. Có màu đen, còn mỗi màu đen thôi. Lỡ này cho chị Hồng Phụng màu đen đi. Hai cái màu đen. Hai cái màu đen chị Hồng Phụng. Hàng này hàng một size nhưng mà giảm nhiều lắm luôn. Chị em anh nhân hàng nè. Con này đâu có cần size đâu. Này. Còn mờ mờ. Ok. Ok. Đen cho chị chắc có rồi nhá. Quần lỡ. Nha, lên mã lỡ luôn dùng nguyên. Đen cho chị băng cao. Lỡ kèm màu cho Nguyên đi, màu này hai cái. Năm cái cho chị Hồng Phụng mà, hai cái rồi đúng không? Ba cái. Bốn cái không có màu tối đâu chị ơi. Năm cái chị Hồng Phụng lại bỏ hai cái màu đây. Nè. Hết đen nhá. Lỡ xám cho chị Mai lên. Lỡ xám cho chị Mai lên, đẹp lắm. Chị em mình mua về đi, hết đen rồi. Lỡ đen này cho chị Võ Huệ này. Hết lỡ đen nhá. Hết lỡ đen. Hết lỡ đen, lỡ hồng.
chị em mình cứ về nhận hàng về đi, chắc bao sướng luôn. Em đi 49.000 hết đang lỡ rồi nha. Chị em mình nhìn hàng rồi nhá, lên luôn dùng nè, xanh nè, xanh chứ hết đen rồi chị ơi, cho chị Nguyễn Phương 60-62 đổ về là chị em mình chốt ok, lên mã lỡ hồng, lỡ xanh, lỡ trắng, lỡ kem. Có một con màu này nữa nè, có một con màu hồng đậm nữa nè nha. Rồi lên luôn chung mã lỡ, bộ đùi em có xíu, chờ em lên xíu em lên nè. 49.000 à, còn con này, còn con dài nữa nè, còn một con dài đây chị em mình nhìn nè. Đây còn một con dài nữa nè, còn một con sung dài màu hồng, chị nào lấy sung dài hồng lên luôn dùng nguyên nhé. Lỡ kem nè, lỡ kem cho Võ Huệ nè, Võ Huệ nè. Lỡ xám cho chị Đằng Mỹ Diệu nè, màu đậm này cho chị Hồng Phụng nè, màu đậm cho chị Hồng Phụng nè. Rồi ok, hồng trắng thấy rồi đấy, còn từng này con thôi chị em mình không nha. Và xanh dài hồng cho chị Mai Lê, dài hồng cho Mai Lê, ok hết dài hồng, hết dài hồng nhá. 49.000 chị em mình nói siêu rẻ, hết xám rồi, siêu rẻ luôn. Chưa từ từ chờ em xíu nhé, từ từ chờ em xíu, còn ít áo khoác xíu bỏ vô phân cho em đấy, em lên em theo mất luôn áo khoác, còn ít lắm áo khoác em đóng xong còn vài chục cái thôi. Màu trắng nè, màu hồng nè, màu xanh nè, lỡ hồng đậm em hết rồi nha. Ôi giời ơi, từ từ từng mã nha chị em mình ơi, hết hồng đậm rồi cô Hương ơi, từ từ từng mã để con lên, chị em mình mới vô mà hối là chịu luôn ấy nhà Nguyên. Còn phân mẫu đây, còn từng này cái thôi chị Ti Ti ơi, còn ba cái bốn cái bỏ gì Ti Ti luôn đi hết rồi nhá. Ti 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 bỏ cho Ti Ti mấy cái nó luôn chị, đây cái hồng đậm này cho chị Ti Ti luôn đi. Rồi ok chị Ti Ti luôn, đừng nữa con. Rồi nhá, em qua nhá, cái này còn sót được 4 bộ 3 bộ. Cái này ai lấy chốt này lỡ em hết luôn rồi. Chị em mình cứ thông thả từ từ em lên từng mã nha, chứ đừng hỏi Nguyên là Nguyên chịu luôn, bảo không lên cái này cái kia là bó tay luôn. Cái này sót được 3 này. Cái này mang cỡ rất, áo cỡ rất tốt đẹp ấy, mà nhẹ tên luôn. Chị lái luôn rồi, về Tết đẹp là lỡ hết rồi nha. Cái này em có 3 bộ này, 3 bộ nha, sót được 3 bộ hàng này, khách hỏi quá chừng luôn ấy. Bộ này size 55 thôi này, 49.000 bộ này, 49.000. Bỏ lại cho cô Hương một cái màu nhạt đi, lỡ nó bỏ cho cô Hương cái màu nhạt đi. Rồi nhá, cái này em đi chị em 49.000, cái này đẹp lắm, rẻ này. Ok, 3 bộ nó thì Ti Ti này. Bộ này rẻ quá luôn, quá rẻ luôn. Cho chị Ti Ti 3 bộ này. 3 bộ này. Rồi nhá, cái này có mấy bộ này. Trời ơi, hàng này chị em mình này. Cái này sót hết rồi nha, hết nha. Cái này tranh thủ mà phát này, trời nào mà mang những cái bộ này quá sướng luôn. Bộ dây nhá, lụa dây. Úi trời ơi, chị ơi, nếu bỏ riêng chị từ từ chứ chị. Từ từ. Chị bé heo ơi, đơn của chị em nói nè, chị cho cái khung giờ nó là không ai đi giao được hết luôn, không ai đi giao được hết luôn ấy. Hay là chị cho địa chỉ khác đi, chứ cái khung giờ mà sau 7 giờ tối bộ, trước 7 giờ sáng thì ai giao được. Nó hòn bưu tá bỏ đơn lại rồi đó chị, hòn đơn về rồi, không có ấy được nha. Rồi nha, lên luôn cho chị em mình cái này. Sai chị em mình đến 60, chị em mình mang ok, nhưng mà chị em mình nhìn cân chưa nè. Nhìn cân chưa? Ok, kiểm tra tin nhắn. Nhìn cân chưa? Trời ơi, mấy bộ? Em bán tặng nha. Có màu hồng, có nói chung là nó pha màu xíu thôi. Quần màu vàng, quần màu xanh thôi bắt đại. Lên mã tặng bộ dây. Này chị em mình nhìn. Quần lỡ em hết. Mai trần mai đề toàn bộ là hàng xịn số hết nha dẻ mà nói. Cái này có mấy bộ thôi nè. Có mấy bộ thôi, em bán tặng nhé. Lên lưu giữ mã tặng dây 55.000. Có cái quần màu xanh này, có cái quần màu hồng này. Đấy, có cái quần màu vàng nhá. Nhưng mà là sẽ không chọn cái quần nha dẻ mà nó có từng này bộ thôi. Nên là em lên nó luôn cho dẻ mình luôn. Nha, từ từ. Sao bưu tá bảo là không chịu chuyển khoản. Ok nè. Ok, 4 bộ dây nè. 60 mang ok luôn. Cho chị Hoàng Nhi một cái nè. Có từng này bộ. Cho chị Yên Nhã nữa là hết. Yên Nhã nữa là hết. Hết nha, hết nha. À, trời ơi. Hết nha, cùng một hãng này hết. Cùng một hãng mà đi trẻ mình 55.000. Bộ này ai không coi được like hơi bị tiếc. Nha.
cô mùa nắng mà không mua những không sắm những cái bộ này hơi bị tiếc. Rồi lên mãi dây vàng, comment mãi dây vàng. Em thấy gì em đi trần, hình như là đi đơn rồi. Đi rồi. Hết mẫu nó rồi chị Trang Phan ơi. Hết rồi nhá. Hết cái mẫu hình cô gái rồi. Lên mã này mã lụa vàng dây. Lụa vàng dây. Xong bóc cho em ít áo khoác nữa chị Hề. Xong cái nó bóc cho em ít áo khoác nữa nhá. Hết dây nữa rồi cô ơi. Lên mã này là mã dây vàng. Chị em mình nhìn. Chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Hai dây vàng ti ti. Con quần này 60, dây vàng 2 ti ti, một dây cho yên nhã này là hết nè. Dây cho yên nhã này là hết nè. Cái này lên chung mã gấu. Gấu này có 2 bộ. Gấu này em còn đúng 2 bộ. Đẹp lắm luôn. 55.000. Ôi. Sao? Gì vậy? 55kg đổ về thôi. Bộ này 55kg đổ về nhá. Lên luôn dùng mã này mã lụa đỏ. Lụa đỏ thứ em còn rất là ít. Nên là chị em mình tranh thủ nha. Cái gì mà đã sale lên là tranh thủ một phát thôi. Cố gắng chia sẻ luôn dùng nguyên. Bộ này là 55 bộ về và bộ này là bộ lẫn nhé. Đây luôn cho chị em mình luôn. 55k bộ nó từ từ bỏ riêng ra đây nha chị. 55k, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Nha, lên luôn chân đỏ cho chị Hồng Phụng. Đỏ chị Hồng Phụng. Đỏ chị Hồng Phụng. Nha, còn một bộ đỏ 55.000 một bộ thôi. Cái này em có 2. Chị Kiều Dung. Riêng cái này á, cái dây này chị em mình có thể rút lên được nhé. Nè. Cưng chưa? Lên mã ren. Size 60 luôn. Cảm ơn chị Uyên Nhã nhé. Cái này lên luôn chung mã ren. Có 2 bộ thôi. Pha ren và size này size 60 chị em vẫn mang được nhé. Nha. Lên luôn dùng mã này mã ren vàng. Đỏ em hết nhé. Mùa nắng mà mang những cái bộ này thôi rồi luôn. Ren gì ti ti. Hàng chị em mình đi vô shop toàn cái này là 100+ nghìn một bộ hết. Ti ti và CC. Ti ti và CC. Đi đơn rồi phải chị? Hết ren nhé. Ồ cái này còn sót được 2 bộ này. Bởi vì ti ti nó đi, không bởi vì ti ti hỏi cái này có 2 bộ này. 2 bộ này bởi vì ti ti luôn. Cái này là lẻ tẻ ra đây. Rồi lên chung mã chữ có 2 bộ. 55.000 một bộ. Siêu rẻ luôn. Chị em mình nhìn con quần. Quần này 60 vẫn mang ok nhé. Lên luôn chung mã này mã chữ có 2 bộ. 60 vẫn ok luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Lên luôn chung mã chữ. Lụa hết luôn rồi nhé. 55.000 chữ nhá, chữ cho chị Tây Tây bộ này. Rồi còn một bộ chữ nữa, chị nào lấy chữ chút chữ hết ren luôn chị Trang ơi. Mà nhiều chẳng chậm lắm chị Trang nghe. Đấy, còn một bộ chữ chị nào lấy chữ comment lên chữ luôn dùng nguyên nhá, lên mã kim. Chữ gì bỏ chút liên. 55.000 nha, chị em mình nghe rõ cái giá luôn dùng nguyên nhá. Rồi lên chung mã này là mã tim có một bộ. Tim có một bộ, chị nào lấy tim lên tim nhá. Comment lên tim, nè phone quần này chị em mình này. 60 chị em vẫn mang ok. Lên mã tim luôn dùng nguyên nhá, có một bộ. Tim có một bộ nhá, 55 dùng nguyên nhá, chị nào lấy tim lên tim. Lên luôn dùng mã này là mã Mickey. Mickey còn 3. Mickey còn 3. Tim cho TT. Mickey này có 3, cưng lắm chị em mình ơi. Nè, phong quần này. Chị em mình nhìn quần này. Hay chưa thêm cho Hảo Nguyên bộ. Quần nó đúng quần ngủ luôn hay chị cũng Hảo Nguyên thêm bộ nữa đi. Mấy bộ rồi. Nhưng mà vẫn thấy tiếc, xe vẫn thấy tiếc. Lên mã Mickey nhá. Nha, lên luôn dùng nguyên cái này hết tim nha. Đây hàng này chị em mình này. Toàn bộ là hàng shop hết. Mickey cho Bùi Khuyến có đơn rồi đúng không? Cho Kiều Dung là hết này. Kiều Dung nữa là hết. Rồi cái này là bộ lụa hàng. Bộ lụa hàng được 3 bộ hả? Cái này được 3 bộ thôi. Hết rồi đấy chị em mình này. Cái này hôm bữa mình sale mấy ta? Hôm bữa là sale 65.000 đúng không? Bộ này mỗi khi sale 65.000 đúng không? Sale 55 thôi. Bộ lụa hàng, em cũng đây luôn chị em mình 55.000, hai đỏ và một xanh. Bộ này bộ rất fine. Mỗi khi là cái này em sale 65 hay 69 gì đấy nè. Chị Trang Phan bảo để cho chị bộ nào cũng được. Lụa dây ngủ là được, to to chị. Còn bộ lụa không? Cái này bỏ riêng ra đi chị. Còn bộ lụa không? Còn bộ... Sao đây này, với con này chị. Lên mã rất vai màu đỏ, bộ này là bộ lụa hàng nhá. Cũng đi 55.000 luôn nhưng mà size này 55 đổ về thôi chị em mình ơi. Nha, lên luôn dùng mã rất vai đỏ và rất vai xanh, hai đỏ một xanh. Nha, hai đỏ một xanh. Đấy, mấy hôm nay chị cứ Trang Phan cứ hỏi bộ này. Bộ này biết mà đâu có hàng đâu. Cứ lộn xộn này giờ trưa mới rảnh mà. Mà soạn ra sale. Rồi nha, nè, cưng chưa bộ này bộ lụa siêu nhẹ, size 52 đổ về. Size này 52 đổ về là chị em mình cho ok. Cưng hề 55.000 luôn.
Riêng cái bộ này 52 thôi nè. Lên mã này là mã siêu nhẹ luôn dùng nguyên á. Lẻ mẫu còn là em xem nó hết. Con này 55.000. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Bộ này là bộ lẻ mà, 52 đổ về nha. Cái này 52 siêu nhẹ, lên luôn dùng mã siêu nhẹ. Siêu nhẹ 52 đổ về, cầm em mã hồng. Siêu nhẹ chị Hồng Phụng. Hồng nhá. Những cái này là toàn em xả rồi. Lên luôn dùng mã này mã chữ hồng luôn, đi ô này. 52 đổ về nhá. Em đi luôn cho chị em mình luôn. Chị Bích Lan chưa, hình như hồi cuối năm có xả đơn rồi con. Không tới lái xong xả thôi. Lên mã này là mã lụa hồng. Lụa siêu nhẹ hồng. Hồng cho chị Hồng Phụng. Lên mã thổ cẩm. Cầm em mã thổ cẩm. Chốt hàng kiểu đó em không dám chốt đâu chị ơi. Cứ chốt xong rồi sợ không mấy, không ship, không cho ship tới thì tới lấy cho ai mà để tới nơi rồi. Xong xả. Nha. Rồi lên luôn chung mã này là mã siêu nhẹ. Mình mua còn lần này lần khác chứ ai mà cứ. Nha, rồi lên luôn chung mã này là mã thổ cẩm cho Hồng Phụng. Ôi trời, cái bì thổ cẩm cho Hồng Phụng. Cái này có một bộ duy nhất. 55.000 hết. Đó. Nguyên sale luôn rồi. Nguyên sale trong 55.000 khỏi phải coi giá rồi đó. Con này 60 cái. Ui cái này cưng chưa. Bộ này bộ bao nhiêu tiền? Trời ơi. Cái này sale mấy trời. Trời ơi. Lên mã này mã dơi luôn dùng nguyên. Bộ này siêu cưng. Cái này em đi chị em 75.000 luôn đi. 75.000 nhá, có mấy bộ thôi. Size 62, 62 chút 62 thôi. Thôi chút 62 cho nó thông thả. Bộ những cái bộ này nè cưng lắm luôn, tay dơi dơi này. Trời ơi, chút 62 thôi, dơi dơi này số 2 thôi. Em đi nốt luôn cho dẹ mình luôn. Hồi nãy mới nói xong bao nhiêu tiền á? 75.000 luôn. Cho chị Hoa Văn bộ. Nha, còn bộ. Hoa Văn bộ còn bộ. Nha, lên mã dơi cho chị Hồng Phụng. Dơ kem luôn dùng nguyên. Dơ kem luôn dùng nguyên nhé. Dơ kem này. Ok nhá. Trời ơi, những cái bộ này phải đang hot không? Những cái bộ này phải đang hot không? Nha, dơ kem này. Dơ hồi nãy còn bộ đồ đen. Bộ đen. Hết rồi. Hết rồi. Dơ kem. Dơ kem cho chị Hồng Phụng. Dơ kem cho chị Hồng Phụng. Còn bộ hàng này không phải hàng trẻ mà đi mua trăm mấy quay đầu luôn ấy. Rồi nhá, lên mã dơ trắng. Dơ trắng 1, 2, 3. Này chữ tương tự nhau nhé, 5 bộ thôi. Ok dì Thảo Nguyễn. Còn dơ trắng thôi nha. Hết dơ kem rồi. Hết dơ kem rồi. Chữ cho dì Tây Tây bộ này. Trời ơi, 75.000 thì làm sao mua được hai chị em mình đâu. Nha, chị nào lấy cái này tay dơ này. Những cái kiểu này đang hot mà. Cái này hot girl nó bán cho chị em mình trăm mấy nghìn một bộ là vô tư. Thì chị Tây Tây thêm bộ. Cái chị Giang tràn một bộ. Ok, Nguyên còn hai. Còn hai nhé. Bộ đùi. Từ từ. Từ từ. Bỏ vô đơn em bộ đùi lụa màu gì. Trời ơi, trừ răng nhớ được ngửi. Chưa bỏ. Trừ mà biết nhớ. Ôi giời ơi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Lên mã dai xanh phôm 60, 55.000 cái bộ này luôn. 55.000. Toàn bộ là hàng xốp hết chị em mình nè. Dơ trắng cho chị Hà Hồng Nguyễn một bộ. Hà Hồng Nguyễn một bộ. Chị Chi Hoàng không thấy. 62, chị em mình thật sự 65 cũng ăn được. Nhưng mà những cái bộ nó mang rộng rộng ra mới đẹp. Nên là nguyên chốt đến 62 đó. Cái này 55kg. Á quên luôn, 55k này. Lê lê một bộ, có 3 bộ thôi. Nên mã dây 55. Nguyên nói là trưa nay sale quá là rẻ. Buổi trưa thì có người sọ hàng lẻ ra sale cho nó nha. À, xanh, xanh cho chị Yên Nhã. Và bỏ Trúc Liên nữa là hết. Bỏ Trúc Liên nữa là hết. Bỏ Trúc Liên nữa là hết. Hai cái váy. Có màu vàng đúng không? Cho Hạ Nguyên bộ. Còn một bộ à, còn một cái váy màu hết dơ nhé. Bộ này là bộ thun lạnh 3D, còn sót được bộ. Size 52 đổ về là trẻ mình cho ok. Bán luôn cho trẻ mình con này 49.000, lên mã 3D 49. 3D 49, chị nào lấy 3D 49. Lên 3D 49k luôn dùng nguyên nhé. Comment toàn bộ cái này hàng xịn trẻ mình cứ nhận hàng về đi. Nhận hàng về dùng nguyên nhé. Như cái bộ này hả? Không, cái đó cho chị Hồng Phụng. Cái này form 60 luôn. Form 60, 62 luôn. Này chị em mình nhìn nè, 3D hết rồi. 55.000 nốt luôn. Toàn bộ là hàng xịn hết. Nha, 55k nốt. Cái này cho em cái màu vàng. Một bộ vàng lên rồi. Rồi. Váy cho em cái màu vàng.
Tiết hùi à. Ôi cái này á. Này chị em mình nhìn nè. Ok. Cái này bộ đúng không? Cái này còn mấy cái? Xem tiếp. Chị em mình nhìn nè, 62 vô tư luôn. Cái này em đi chị 69.000 luôn đi. Đã luôn, chắc đã lắm luôn á chị em mình ơi, 69.000. Toàn bộ có mốt ngực nữa chứ. Nha, toàn bộ là có mốt ngực hết. 69.000 bộ xanh này, size 62 vô tư luôn. Chị em mình nhìn nè. Nên luôn dùng mã này là mã ngực đi. Ngực xanh luôn dùng nguyên nhá. 69.000 ngực xanh. 69.000 ngực xanh, chị nào lấy 69.000 ngực xanh. Cái này còn, cái này nguyên còn bộ đâu, lấy phát bộ nữa. Này, bộ này chị nào nhận được rồi, chứ chị Hiền Phạm. Bộ này chị nào nhận rồi. Đây. Đây, bữa giờ chị Trang Phan cứ biểu lên cái này mà cứ lẻ tẻ ra em làm miếng like lắm. Một mình mà buổi tối ví dụ một người like, một người chốt là làm biếng lôi mấy cái này ra sale lắm. Cam này 55.000. Size 55 kg đổ về. Chị em mà nhìn cái quần có hai bộ đúng không? Bộ này có hai bộ. Lên luôn dưỡng mã cam, cam chị xưng lên bộ. Cái này 55 thôi nha. Còn bộ nữa thôi, 55.000. 55.000. Cái này 52. 52 đổ về, lên luôn chung mã sọc đỏ. Cam chị Thiên Bình, sọc đỏ này có một bộ thôi. Những cái bộ này cưng lắm. Hai bộ. Chị em mình cứ ái xong về khách quay ngược lại hỏi nhiều lắm thì phải nó đẹp. Sale quá rẻ luôn, cái này có 2 thôi. 55.000. Đây luôn cái này mà 52 đổ về thôi nhá. Riêng cái phong quần này nó không to. Nha, lên chung mã này là mã sọc đỏ. Sọc đỏ, bộ lụa sọc đỏ có 2 bộ. 55.000 một bộ sọc đỏ nhá. Sọc đỏ cho chị Võ Trúc Liên một bộ. Rồi, sọc đen. Nhưng mà cái này 52 thôi nha. Ok chị Võ Trúc Liên, cái này riêng mã sọc này chốt lấy 52 thôi chị em mình này. Nha, lên mã sọc đen luôn dùng nguyên. Cưng, trời nắng vô mùa mang những con này mang ngủ bao sướng luôn. Đỏ chị Thiên Bình, rồi đen luôn dùng nguyên có 2. Đen có 2. Nha, hồng có 1. Hồng có 2. Sọc size 52 thôi. Sọc size 52 nghe rõ số cái chút đơn, đừng có chốt xong rồi kêu nhỏ. Còn chị gì hôm qua? Chị gì hôm qua? Chốt đơn xong cái bắt đầu 2 ngày rồi. Từ ngày 19 ngày 20 đó, bảo gom. Xong cái đến lúc 2 ngày rồi chả thấy cái gì ấy, nhắn tin qua. Em ơi, chị coi lại cái like rồi chị Thiên Bình. Chị coi lại cái like rồi, chị thấy cái form đó là mã caro mà hôm bữa bao nhiêu gì chốt không được. À cho xíu cho ra hàng xã. Chị nói chị thích quen ấy. Chị gì dung đấy. À không cho chị Thiên Bình. Em thấy, chị thấy cái vải này là nó nhăn. Đấy, vải đuổi lụa. Đuổi lụa bảo không nhăn. Nó nhăn, mà cái màu đó chị nhìn nó già. Xả ra cho chị. Trời ơi. Bực lắm luôn mấy chị em mình ơi. Rồi nhá, lên luôn chung mã xanh đen. Toàn bộ sọc này 52 đổ về thôi. Hàng này toàn hàng 125.000 đó chị em mình ơi. Nha, lên mã xanh đen và xanh cổ Việt. Xanh đen và xanh cổ Việt 55k luôn. Chị nào lấy cái này lên nhá. Xanh cổ Việt và xanh đen 55k được 2 nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Xanh cổ Việt và xanh đen nha, dây xanh cổ Việt và xanh đen. Em đi luôn cho chị em mình luôn. Từ 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 chị từ 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 từ. Cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Trâm Bảo này. Trời ơi. Nhanh có nha. Nãy nè em xem cái này 69.000. 69.000. Toàn bộ là hàng xốp mà có mốt ngực nữa. Cái này chị em mình đi mua bao nhiêu tiền? Trăm mấy nghìn có con áo này đâu nha. Rồi lên chung mã váy màu xanh cổ Việt 60kg chị em mình vẫn mang ok. 60kg vẫn mang ok nhá. 69.000. Váy nha, chị nào lấy váy xanh cổ Việt à, môi khoác vô dùng nguyên 69.000. Lấy khoác vô dùng nguyên đi Huyền. Chị à, chị chỉ phân còn bao nhiêu lên xe mà xe nó luôn cho chị Đặng Yến Ly. Rồi nhá, hai cái váy màu hồng size 60 đổ về nhá. Hai cái váy màu hồng. Toàn bộ ở trong có mốt dài nè, chị em mình ở nhà không cần phải là mang áo dây nhá. Lên mã này là mã ngực. Ô, quên lộn. Lên mã dây hồng. Cái này đang chéo dây phía sau nhá. Riêng cái này đang chéo dây phía sau nhá chị em mình. Đấy, xinh chưa? Xinh chưa? Hồng nhá, chị Mai Lê. Có hai con màu hồng. Tới chiếc. Mai Lê một con nha, còn một con hồng. Ok chị Mai Lê. Rồi vàng. Vàng nha. Vàng nha. Vàng này vàng 57 nè. Vàng hết hồng. Đây. Chị nhập tiết của mẹ lại vô đặt hàng cho chị Thiên Bình.
chị nhặt cái của mẹ lại vô đặt hàng, mua xong rồi có ghé lấy đâu. Ra năm em để cho tới tới ngày em về cũng không có qua lấy luôn, em mới vừa xả xong. Rồi dây vàng. Dây vàng nhá. Ngay đây đây mà cuối cùng không ghé lấy để người ta xả một đống à. Rồi nhá, vàng luôn dùng nguyên size 57 có hai cái. Có hai cái size 57 vàng nha. Có hai cái, chị nào lấy cái này lên chung mã váy dây vàng. Còn bộ là hàng shop hết. Nha, dây vàng size 57 và dây vàng size 60-62 cho Diễm Nguyễn một cái size 57 thôi chị. Và anh chị Phi Lê. Rồi, còn size 60-62 Diễm Nguyễn và Phi Lê. Còn dây vàng size to hơn thôi. Còn dây vàng size to hơn. Nha, rồi lên luôn dùng nguyên chốt cho chuẩn cho em nha. À không, cái nào chốt xong đơn là em đi đơn hết rồi nhé. 69.000 chị. Xong đơn là em đẩy đơn hết rồi chị ơi. Nha, rồi lên vàng luôn dùng nguyên. Vàng luôn dùng nguyên size nè, size to hơn, size 60-62. 57 hết rồi nhé. 57 hết rồi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã dây vàng. Dây vàng. Nha, cái này một bộ dây tím thôi. Hết size nhỏ rồi Thủy Thị ơi. Hết chị. Lên luôn dùng mã dây tím 69.000 cân cho. Có đông bộ thôi em lên chị em mình khóc. Còn đốn bộ này. Nha, lên luôn chung mã này mã dây tím. Sale nó luôn cho chị em mình là 69.000. À đúng rồi 69.000. Rồi. Em đã xả rồi. Đặt cái của mẹ. Chị nào cũng mua như chị thì là em chết luôn ấy. Một bao to rồi. Một bao to rồi để bảo ghé lấy bao nhiêu lượt xong. Xả. Xả thấy nói năng gì luôn. Chị em mình mua hàng chị em phải nghĩ cho người ta chứ. Đã để nếu mà không để ghé lấy thì cũng kêu vì sao không để ghé lấy. Đẹp. Dây tím cho chị Hà Huỳnh. Hà Thị Huỳnh. Cân chưa? Phân 60 nhá. Cái này có mấy bộ em sale luôn chị em mình 55k luôn. 55k. Nha lên luôn cho. Ôi trời ơi. Vãi nè. Có mấy bộ thôi. Cái này em sale 55k gọn nhá. Lên luôn dưỡng này size to nữa. Size 60. Size 60. Thậm chí 62kg. Cái này dương dương vô tư luôn. Có quần luôn. Nha. Em đi luôn chị em mình con này 55.000. Có hai cái xanh ngọc nhá. Vãi lụa đẹp lắm luôn. Cho chị Quyên Binh. Vô xanh. Quyên Binh cái thì tây tiền cái là hết này. Rồi dao xanh dương có 1, 55.000. Xanh dương có 1 nhá, em sale dễ mà 55.000. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. 55.000. Cái chị gì ta, chị Biển Hồ nó mà không ghé lấy là xả ra đi ngay. Xanh dương luôn. Hẹn tới buổi giờ luôn. Xanh dương nhá, có 2, à có 1 xanh dương. 1 xanh dương, hết xanh ngọc rồi chị ơi. Lên xanh dương dùng nguyên nè. Lên luôn dùng nguyên kem đẹp lắm, xanh dương gì tây tây. Rồi lên luôn chung nguyên kem, vải sướng lắm chị em mình. Nha, cho chị Ti Ti. Lên khoác, lên áo xịn. Để chị áo mà nhìn hàng luôn dùng nguyên. Nè. Nha, một kem. Hả? Có cái kéo đẹp đẹp nữa kìa. Kem nhá. Kem cho chị Lê Vũ, Kim Ngân và Sô-cô-la Nguyễn. 55.000. Quá rẻ luôn chị em mà nói. Lê Vũ, Kim Ngân, khách cũ không? Sô-cô-la Nguyễn. Rồi cổ Việt có 1. Hết rồi đó chị em mình. Cổ Việt nguyên có 1. Chị nào lấy cổ Việt, comment lên cổ Việt xong để lên. 55.000 cái bộ này, hắn quá đẹp luôn. Cứ nhận hàng về dùng nguyên nhá. Này, mai cái phong quần này chị em. Không phải là lăn. Bộ này là bộ lụa xịn luôn. Nha, cái này còn lẻ mẫu. Đây chị em mình nhìn cái lưng quần dùng nguyên. Em có xanh lá. Cái này lên cổ Việt cho chị bỏ chút liên. Bỏ chút liên. Rồi lên hai hồng. Hai hồng và hai đỏ nữa là hết. Hai hồng và hai đỏ nữa là hết. Cái giá 55 nhé chị em mình ơi. Hai hồng và hai đỏ nữa là hết 55, cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhé. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Hai cái xe, hai cái màu hồng, hai cái màu đỏ nữa là hết. Cái nước bỏ ra cho em xe luôn đi nhé. Bộ lụa siêu nhẹ này còn xe nhỏ này, cứ xe nó luôn. Hồng cho Ti Ti, hồng cho Ti Ti, hồng cho chị Lê Vũ Kim Ngân, Ti Ti và Lê Vũ Kim Ngân. Hết hồng nhá, lên đỏ luôn dùng nguyên, xe to như vậy mà nó lên đỏ luôn dùng nguyên. Nha, chị nào lấy đỏ lên đỏ luôn dùng nguyên. Nha, bỏ riêng dịp Ti Ti chiều chốt đơn luôn cho chị luôn. Trời, 55.000. Hết rồi chị Hiền Phạm ơi, lên đỏ luôn dùng nguyên. Hello chị Sương Thư. Nha, chị nào lấy đỏ lên đỏ đẹp lắm luôn với chị em mình ơi. Chắc gọi là miệng tăng luôn ý. Còn hai không phải hàng sổm sổm, hàng cứng cứng cho chị Hương Hà. Chị em mình yên tâm đặt nè, em còn ít em sale thôi. Không còn nữa đâu. Nha, 55.000. Rồi còn một bộ màu đỏ nữa, chị nào lấy đỏ lên đỏ luôn dùng nguyên nhé. Bộ này là bộ lụa siêu nhẹ này. Lên luôn những mã thỏ, nhưng cái này 52 độ về thôi. Cái này phôm nhỏ hơn nhé.
Bộ này là bộ lụa hàng nha. Em đi luôn cho em mình lên mã thỏ. Cũng đi chị em mình con này 55.000 luôn. 55.000. Bộ này mà bộ đùi là em hết sạch xanh xanh rồi này. Cổ vịt em cũng hết rồi. Đỡ cho chị Hà Thị Huỳnh. Hà Thị Huỳnh. Rồi nhá, chị nào lấy thỏ 52 đổ về chị em mình chốt lên luôn dùng Nguyên. Cái này em còn được mấy bộ này. Bộ lụa siêu nhẹ này khách nhà Nguyên nhận hàng về khen quá chừng luôn. Nhưng không có xe to, mỗi tội không có xe to. Xe 52 đổ về. Lụa này là lụa siêu nhẹ nha. Bộ này là bộ lụa siêu nhẹ 45.000, hai hồng một cam. Hết rồi đó. Hai hồng một cam. 45.000 dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Comment mã 45 hồng, nhưng mà cái này 52 đổ về thôi, để luôn dùng Nguyên. Cái này Nguyên còn lẫn cái đùi là hết sành xanh trong kho luôn rồi nha. Hai màu hồng và một màu cam. Mang cái này là sẽ không nhăn, không nhào, không rút nha. Không nhăn, không nhào, không rút như là lanh nhá. Lụa cam cho chị Lê Vũ Kim Ngân. Rồi còn lụa hồng, còn được hai bộ. Lụa hồng hai bộ. 5 à quên lộn, 45.000 một bộ thôi. 45.000 một bộ nha, còn lụa đâu đâu. Nha, lên luôn những bộ này, bộ lanh dây. Còn sót được mấy bộ lanh dây nhá. Này. Lên mã, cái này mới là lanh này. Cái này em sale chị em 49k luôn. Chị vợ về. Nguyên đang chuẩn bị lên nó khoác đây. Từ từ chờ Nguyên trước, còn ít để Nguyên vô bỏ sai vô lên luôn chị em mình nốt luôn. 49.000 nhá. Lên luôn những mã lanh. Lẫn 56 có không em? Không. Lẫn cũng 52 đổ về thì chị hết cái to rồi. Cũng như thế luôn. Lanh 49 này, lanh 49 thì bỏ chút đi. Lanh da em hết rồi. Bộ lửng em còn không đau đầu cái này. Bộ lửng em còn nhưng mà là cũng size 52 thôi nha. Rồi lên chung mã này, mã dây tím dây đỏ 49.000 bộ lanh nhá. Bộ lanh này size tầm 55 đổ về chị em mình lên ok luôn dùng em nhé. Lửng không có 56 cái, lửng em còn gần tầm 52 cái. Mang bộ bộ lụa hàng sướng lắm luôn ấy, siêu nhẹ sướng lắm luôn. Cái này là lanh nhung nhá. Ôi cái này bị sút xíu. Cái này bị sút xíu nhưng mà không ảnh hưởng mang nhà mà. Cái này bán tặng đi. Cái bên cái bộ này Nguyên bán tặng để sút một xíu hôm sau này chị em mình này. Bán tặng luôn chị em mình, bộ này đang sale 49 đúng không? Cái này đi chị em mình 35.000 đi. Bán tặng 35.000. Lên mã sút kỹ 35. Sút xíu cái phần dây lanh tím nha. Nha chị Văn Đặng lấy chút. Tím. Tím đấy, tím đấy. Tím đấy, 35.000. 35.000. Thế thì Đặng Mỹ Diệu đi. Rồi lên luôn này, 60 kg mang ok. Lanh dây đỏ 60 kg 49.000 hết nhé. 49.000 đỏ. Cái này bộ này nhỏ nè. Lộn cái bộ này bộ của bé rồi. Cưng chưa chợ. Cái này em cũng đọc số ký mà. Cái này hai bộ cho bé. Ôi cái này cưng cho nè. Size 2. Cái này bé nè. Size 22. Trời ơi, cái này sót được mấy bộ, cái này cho bé này nha. Cái này em đi luôn, bán tặng cho bé mình 39.000 luôn. Size 225, cưng chưa? Này chị em anh nhìn cái cổ của nó nè. Đỏ đó. Chị em anh nhìn cái này nè, cưng chưa? Cái gì thủy đổ nè. Thủy đổ nè. Cái này cho chị à, Trăm Vang nhá. Trăm Vang nhá. Rồi, còn cái này. Cưng hề. 39.000. 39.000. Bán thẳng luôn cho nó gọn. Cái này là size 25-28. 25-28. 39.000 luôn. Rồi cho em đây nấu khoác. Bộ này là váy lanh à? Lanh bộ à? Còn mấy cái lanh bộ này em xem nó lâu lên cho em mình nấu khoác. Dạ, có cái nào mà nhà em chưa chốt đơn thì em sẽ gom vô chung nhé. Sẽ gom vô chung. Trời ơi. Lanh trung tuổi đùi nhá. Cái này em bán tặng luôn 49.000 luôn. Kệ nhá, có mấy cái. Bán cho nó gọn. Cho chị Sương Thu kìa. Sương Thu 28 kìa. Đấy, bộ nó đang cầm ấy, chị Sương Thu. 49.000 size 60. Thôi bóc đại nhá, màu nào cũng được nhá. Em size 49.000 gọn luôn. Nha. Còn một size hết ấy. Còn một size hết chứ chị em mình ơi. Nha, em đi luôn chị em mình luôn. Lanh trung tuổi đi, lên luôn dùng mã trung tuổi là ok. Em bán tặng 49.000 luôn cho nó gọn hết nha chị em mình ơi. Rồi cho em lên áo khoác. Lên mã trung tuổi 49.000 nha. Siêu rẻ luôn á chị em mình ơi. Trung tuổi 49, chị nào lấy trung tuổi 49 thì chị Hoa Văn. Hoa Văn. Rồi nhá. Lên luôn dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Đây. Không có nhiều. Cái này còn mũ không chị? Lợi có mũ không? Cái này là không mũ kiểu này. Khoác kiểu cho chị Hoa Văn, cho chị Hiền Phạm. Chị Hiền Phạm. Còn size 57 đổ về.
Cái này em còn không ngủ ta. Cho em lên cái mã này cái không? Cho em lên cái này đúng không? Nó ngủ nè. Cái này còn không ngủ thôi. Ra đây cho em đây. Lanh hồi nãy là 60-62kg là ok nha. Cái này em đi luôn chị em, siêu rẻ luôn. 55 đổ về thôi. Màu xanh cổ Việt. Toàn bộ theo nha, toàn bộ là theo hết. 55, chị nào cao lên 57. Màu xanh cổ Việt này nguyên còn 2. Đẹp chưa? Còn 2 con thôi. 55, 57 đổ về là chị em mình chúc đẹp con này nhé. Có 2 con thôi, toàn theo chị em mình này. Toàn theo. Thôi sale gọn đi. Sale gọn đi. Cái này em đi chị em 89k luôn. 89k luôn nha, vì mỗi mẫu em còn rất là ít nha, lên mã xanh cổ Việt luôn dùng nguyên nhé. Chị nào mà mua giống cái nó dài hơn cái dạng dạng tổ ong xíu nha, chị nào lấy cái này, hàng này người ta đang đi 155.000. 55.000, à quên lộn, 155.000 cho Hà Thị Huỳnh cái, sô cô la cái, sô cô la Nguyễn cái, sô cô la Nguyễn cái là hết. Cho em cái màu này, này. Đó. Ok. À đây 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 đây, còn một cái khoác thể thao xịn nữa. Tóc một cái. Ôi hết cọc này đang chưa? Màu đỏ hồi nãy còn à? Trời ơi, quay cận luôn vậy mình. Lên mã này là mã tim nhá, tim. Tim dùng nguyên nhá. Form này không phải là form dài nha chị em, mà nó form vừa thôi. Form vừa thôi. Em đây luôn chị em mình 89.000, này có 3 màu. Một xanh cổ Việt, một xanh nhạt, một hồng. Comment mã tim luôn dùng nguyên nhá. 55, 57 đổi về là chị em chứ ok. Nha, lên tim, hết xanh cổ Việt rồi chị ơi. Xanh Việt rồi. Không, con này form nhỏ hơn rồi. Con này form nhỏ hơn con lúc nãy rồi. Con này tầm 52 đổ về thì chị em mình nói. Con này 52 đổ về thôi. Đẹp lắm, cái này mà Nguyên mang à, cái áo màu đen hay gì ở trong là lại đẹp. Lên luôn dưỡng mã này 89.000. Cái này size nhỏ hơn, form 52 đổ về là chị em mình lên đẹp luôn dưỡng Nguyên nhá. Mày mắc cái sợi chỉ. Không, cái này không vừa đâu chị ơi. Cái này 52 đổ về thôi. Lên mã tim. Tim nhá, đẹp chưa? Theo toàn bộ hết, xanh của Việt em hết rồi. Cái này 52. Xanh của Việt cái hồi nãy cho chị xiên lên. Xiên xiên năng ấy, xiên năng ấy. Hồng này, hồng cho chị Trâm Phan. Thì Trâm Phan nha, hồng nè. Tim xanh nè. Tim xanh của Việt và tim xanh nhạt nhá. Em đây luôn chị em là 89.000 con này rất là đẹp luôn. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn chung mã tim kèm luôn dùng nguyên nhá. Tim xanh của Việt và tim xanh nhạt, hồng đây nè. Xe 89k vẫn còn rất thảo lệnh cái hai cái này đi luôn cho nó gọn nha. Chị nào lấy tim lên tim luôn dùng nguyên nhá. Tim comment lên tim luôn dùng nguyên 89.000 nha. Còn mà lên chậm là em để chuyển qua tối chứ không lên tiếp. Sale 89.000 lại tiếp, hàng toàn người ta chạy 155.000 con này hết à. Này, con này đấy, lên luôn dùng mã tim nhé, phun lửng lửng. Chị nào lấy tim lên tim, đừng bỏ lên hết chị nha. Mickey em có một con này ở trăm phan chứ không phải trăm phạm nè. Đẹp chưa, có một con một kem duy nhất. Phôm này là phôm lửng lửng ấy. Con này xe 55 đổ về. Toàn theo. Nha, lên mã Mickey luôn dùng nguyên, tương tác lên xíu chị em mình ơi. À chuyển mã nhá. Chuyển mã. Chứ không lai đi về mệt lắm luôn. Nha, lên luôn dưỡng mã này. Siêu đẹp như thế này mà lên chậm thì hơi bị tiếc. Xe 89.000 này chứ. Lên mã này là mã kem. Phôm lửng xe 52 đổ về là chị em mình chốt ok nhá. Kem thì xương thu còn cái đây này. Cái này thì xương thu rồi. Ok nè. Màu đỏ đô luôn. Hương mang thử cho em màu đỏ đô 52 đổ về. Thì xương thu ok. 89.000 gọn luôn chị em mình ơi. Làm găng như thế này. Cưng chưa? Thấy cái dây rút cũng thấy nó xịn sò. Nha, đây luôn dùng cái mã này là mã đỏ đô. Con này 52 đổ về cho chị em mình nhé. Điều ít thế. Đi sau có 60 mấy điều đó à. Quá ít luôn. Đỏ đô cho chị A Năng Nguyễn. Đỏ đô cho A Năng Nguyễn. Coi có bị đứng bị chi không ta. Sao view ít thế nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã này, mã đỏ đô 52 đổ về là chị em mình chốt ok. Đẹp lắm luôn. Đấy, chị em mình nhìn form. Lên mã này mã đỏ đô luôn dùng nguyên nhá. 89.000 luôn, 52 đổ về. Biết ngay mà. Biết ngay là bà sẽ trừ lại mà. Rồi nhá, lên mã đỏ đô luôn dùng nguyên nhá. Có một con, à quên, ba con đỏ đô nha. Bây giờ đi làm đó hả. Chứ buổi tối view mạng nó giật con không được. Xanh này có một con duy nhất.
tối mạng nó giật lắm, coi không được luôn. Ui trời ơi, 55 nhá. Này chị em mình nhìn cái phần mũ nè, con mũ này là khó xịn nè. Nha chị nào lấy cái này xanh lên xanh luôn dùng nguyên xanh nhá, một con đỏ đôi cho chị Như Sương, đỏ đôi cho Như Sương. Xanh này có một con size 55 này chị em mình, chị em mình nhìn hàng luôn dùng em, theo toàn bộ hết còn con nha, 89.000 luôn. Chị nào lấy xanh lên xanh, thế nào không phải xanh ngọc cho sô cô la. Ủa sao sô cô la chị bữa nay chị trang chị chốt có 55kg à? Đỏ đôi cho chị Đặng Mỹ Diệu, cái này mình đang mang con trang váy này thôi rồi luôn. Ok chị Đặng Mỹ Diệu, còn một con đỏ đô nữa đấy, chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô luôn dùng đi nhé. Còn một con đỏ đô giảm cân hả chị ơi, lấy mã B kèm đỏ đô cho chị Yên Hằng nữa là hết. Lấy mã kèm xanh hết rồi chị ơi. Con này thì dày mơ luôn, có hai con lên mã B. Phong này Phong vừa vừa dặn khoác nhưng mà là gọi là khoác kiểu khoác mang cho đẹp nữa nè. Chị em mình nhìn phần trong của nó này, cam còn ít ít chị ơi, cái này 52 độ về, 52 độ về. Lên mã cam luôn dùng nguyên nhé, cái này khách không chốt chưa cho hạng nguyên luôn. Áo khoác là à mông to là đẹp rồi, rồi nha, lên luôn dùng mã này cam. Người ship của chị bữa nay chốt đơn luôn rồi. Đúng rồi. Đã đô còn không? Đã đô còn cái kìa. Chị Thái Thu tới lên thông tin trên. Ôi cái này chị Xuân Thu phát này, chị Xuân Thu cỡ tặng người như em là mang đẹp nè. 52 đổ vì nha, chị nào không lấy con lấy luôn con một cam này luôn nha. Một cam một kem, một cam một kem. Con ấy này dày dày mo luôn, dày mo luôn. Chị ơi lên thông tin nha, không có thông tin là không chốt đơn nha. Lên luôn dùng mã này là mã B cam, B cam và B B kem, B cam và B kem nhé. Chị nào lấy lên cam thì trăm pha, còn kem nhé, còn kem chị nào lấy kem lên kem, rồi lên mã gấu luôn dùng em có một cái trăm pha. Chào viên thôi, chào chị giữ cho uống rồi ngủ luôn rồi, đau đầu quá. Cam hết rồi nhé, đây đây chị cho em cái bình. Thì hồi tối ngủ không được. Không có đâu chị ơi, đơn trưa này không có, chưa chốt được đâu chị ơi. Ngày mai mới chốt nhá. Trưa nay là không chốt được. Đây còn một con giống một cam hồi nãy nè, một cam này đẹp lắm. Cầm con áo là nó nặng xịt luôn ấy. Đánh luôn thì nó đơn nha chị. Này, đẹp cực kỳ luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Chị Yên Hằng lấy gì ta? Một kem, một kem. Chị nào lấy cái này lên, chị em mình nhìn cái phần mũ của nó nè. Tại không, toàn bộ là khóc xịn hết ấy. Dòng này hàng xịn sò luôn. Kem chị Ti Ti. Mà em đi luôn cho chị em mà là 89 này. Cho chị Ti Ti con này. Ti Ti con này. Một kem. Màu này lên màu xám xám. Đẹp lắm chị Ti Ti. Lấy mà phát mà gấu đen và gấu tím. Ok. Gấu đen và gấu tím màu này lạ. Lên mã gấu đen và gấu tím luôn dùng nguyên. Toàn bộ là dòng hàng xịn sò hết nha chị em nè. Cho chị em mình nhìn cái phần lớp trong của nó nè. Nha, kem em hết rồi. Còn cái màu xám xám này nè. Rẻ quá hề, 89.000. 89.000. Thế mà view vẫn thấp. Đấy, người ta bán 89.000 mà view vẫn thấp. Buồn ý lắm luôn. Ti ti. Chị ti ti tím. Tím xám chị ti ti luôn. Người ta bán cái 89.000 đây mà view còn thấp đây nè. 63 bộ kem, kem hết luôn rồi. À, lên mã gấu đen. Gấu đen kem em hết nhé. Lanh chung 60kg 3 bộ. Hàng 89.000 á, chị Trâm Phan ơi. Comment lên mã gấu đen luôn dùng nguyên nhé. Comment lên gấu đen. Chừa cho em vài cái để ở nhà mang cũng được. Ở trong nhà mang cũng được. Mấy cái thì sớm của em mang lên này đánh đơn. Đen nhá. Chị nào lấy đen. Dễ thương mà. Nha, lên luôn dùng nguyên đen size 52 đổ về là chị em mình lên ok luôn dùng nguyên nhá. Comment lên đen luôn dùng nguyên. Em đây luôn chị em mình nó 89.000 gọn kho luôn. 89.000 gọn kho. Thế mà hôm bữa đi ra nắng quá, để mấy con áo hai lớp rồi chứ bạn. Đi rằng không có con nào hết.
Diễm hình là Thái Thu tới ok nhé. Xanh cổ Việt này có còn size 52kg nha, lên mã xanh Việt luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. À, xám hết rồi. Diễm hình là rep tin đi. Rep tin đi kìa. Rep tin kìa. Qua nhắn tin hơn rep tin á. Cổ Việt có một cái, chị nào lấy cổ Việt lên cổ Việt nha, lên cổ Việt luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy cổ Việt chứ lên cho em cái áo phịnh như em mang nữa nha, lên mã cổ Việt luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy cổ Việt lên cổ Việt. Cái này khóc không lấy, chừa cho Hạng Nguyên luôn. Size 52, cái này chủ yếu là size nhỏ thôi. Chủ yếu là size nhỏ nhé. Dạng khó kiểu nào hot girl. Hot girl nó mà nhanh thế. Rồi nha. Đấy. Màu nu nu. Lên mã nu, size 50, 52 đổ về là chị em cho ok. Nha, toàn bộ chữ theo hết. Chị nào lấy chữ quên, lấy mã này lên luôn xuống mã nu 89 nhé. Những cái mã này là thứ còn cái hai cái thôi, không có nhiều nhưng mà đẹp. Đẹp lắm. Nha, chị nào lấy nu lên nu. Cái này khách không lấy. Khách không lấy để cho em. Rồi ok. Rồi để đó em bóc đi. Bóc cái áo luôn cho em. Áo chung xịn này cho em. Nha, rồi lên luôn giữ mã hồng. Cổ Việt giờ làm gì còn đâu không? Nhưng mà sao vừa chị Phương Nguyễn này sao vừa? Mọi khi chị này chỉ chút sáu mấy à? Phải không ta? 52 đổ về thôi chị Phương nha. Cái này không có to nha. Để ý luôn giùm em. Hồng luôn dùng nguyên, 50-52 đổ về con này. Đấy, chị nào lấy cái này lên xuống mã hồng luôn dùng nguyên nhá. 50-52 đổ về là chị em mình chốt ok. Lên luôn dùng nguyên. Ui cái này. Cưng chưa? Ok. Chị em mình để ý cái số ký là chị em mình chốt con này. Đấy, em nói là để ý số ký mà chốt đơn cho em chứ. Màu đất à. Cái này đẹp, cái này có 4 cái thôi. Hai cái màu xám, hai cái màu kem. Này. Ngay và luôn con này đi chị em mình ơi. Đấy, chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên này, theo toàn bộ. Hai cái màu xám, hai cái màu kem và chị em mình nhìn. Nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Cho chị Ti Ti. Ok Ti Ti. Một hai à, quên còn một xám. Kem luôn. Kem luôn, màu nó na ná với nhau. Màu đậm và màu nhạt. Mình cứ kem xám và kem, chị em mình nhìn phần trong của nó nè. Nè. Hàng xổm, hàng tắm, xám cho sô-cô-la. Không bao giờ người ta bán trẻ mình giá này. Còn một cái màu này nhé, chị Hà thì mình lấy chút. Vì nó đẹp lắm. Còn cái chị Hà thì mình lấy chút luôn chị ơi. Hết rồi đấy, cái mã đã hết luôn rồi đấy. Rồi ok, em qua mã nhé. Qua mã nhé, cái này có 3 cái, còn 3 cái. Chỉ cho em xuống em. Có cái nào cũng muốn chừa là để mang hết trơn. Hết rồi, còn cái màu nhạt nhạt ấy, chị nào lấy nhạt lên nhạt. Cái nào cũng muốn chừa lại để mang hết ấy. Nè. Chị em mình nhìn cái phần trong nó may. Không có vừa đâu chị Phương ơi. Em bảo rồi, 50 cùng size với con hồi nãy thì làm sao chị mang được. À con nãy là 55kg. Nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Lên mã này là mã theo. Theo kèm màu. Theo kèm màu. Cái màu này chị em mình chưa chốt hả? Con này nó nặng kịch tay luôn. Một Bicky này. Một Bicky một chữ này. Được hai cái nha. Một Bicky và một chữ. Chị Yên hàng con này đi. Yên hàng con này. Và một chữ. 89.000 nha chị em mình ơi. Chị em mình mua tiết kiệm ít nhất 5 hoặc 70.000. Đấy. Rồi lên luôn chung mã chữ. Chút chữ luôn dùng cho chị em mình nhìn cái độ sau của con túi nè. Nhìn con áo này. Trinh Nguyên. Trên nguyên con, rồi còn hai, một màu đậm, một màu nhạt. Nhá, chị nào lấy đậm lên đậm, chị nào lấy nhạt lên nhạt luôn dùng nguyên nhá. 89 một đậm một nhạt. Chị em mình nhìn phần trong của nó này. Nha, chị nào lấy cái này lên mã 89 đậm và 89 nhạt. Nha, chị nào lấy đậm, nhạt lên nhạt luôn dùng nguyên và chữ này toàn bộ là chữ theo. Toàn là theo nha. Ai lấy cái này lên mã chữ luôn dùng nguyên, chữ đậm và chữ nhạt luôn dùng nguyên nhé. Nhạt cho Trinh Trinh. Nhạt cho Trinh Trinh. Rồi còn đậm. Còn đậm. 8 chữ hết rồi chị ơi. Còn đậm nhá, dạng khoác kiểu ấy. Đẹp lắm. Nha, còn một cái màu đậm, chị nào lấy đậm lên đậm. Hot girl rồi nó hay mang mấy cái kiểu như này. Còn một cái màu đậm nha. Cái này cũng đẹp. Màu cho nhé.
cầm cái con áo nó đã dễ sợ luôn. Đây chị em mình nhìn hàng phần mũ nè, không mũ có cái mã này nè, không mũ còn cái mã này, từ từ thôi bỏ qua đi chị, bỏ qua đi, bỏ qua đi, bỏ qua đi, không lên màu, đậm cho chị ti ti nha. Chị nào lấy cái màu này lên màu cho đi, màu chục, màu lông chục đi nha. Chị nào lấy chục lên chục, bỏ qua của chị nó ra đi, không mũ có hai cái nha. Mã này không mũ có hai cái, cái này up lên y, up lên trang cá nhân mà dạng không mũ một kiểu nha, kiểu lên luôn chục này. Cái này 57 đổ về là chị em mình chốt ok, 57 đổ về thì chị em mình chốt ok nha. Lên luôn chung mã này, mã vàng 57 đổ về nhá. Thứ còn cái rồi à, cho đây đúng không? Ừ. Chị Hà Hồng Nguyễn, cái này 57 đổ về thì chị em mình chốt ok, kiểu của nó như thế này nha. Chị nào lấy cái này 55 57 đổ về nhá, đẹp, có hai cái, có hai cái màu vàng. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá, không không có cái nào 80kg hết. 55, 57 đổ về là chị em mình chốt ok. Chị em mình nhìn cái cổ của nó đẹp chưa? Mang áo khoác không mà đâu cần phải đẹp như này ta. Này, tới cái khoác kéo nè. Đây Trần Thảo, cảm ơn chị Mai Thị Lan nha. Ok, cái đấy vậy Trần, à quên, Trần Thảo. Còn cái nào? Cho chị Ly Phạm. Ly Phạm, con này dạng crop top, lên luôn chung mã lửng. Cái này dạng thông hơn, không mũ vàng, còn không mũ còn màu gì nữa chị? Thôi lại giùm em mới còn màu gì. Lên mã thông hơn. Cái này trẻ mình, ví dụ trẻ mình có con lớn, trẻ mình phát cho nó cũng được, tầm 40 mấy 50 kg phát ngay con này. Cái này hai cái thông hơi này, một cái xanh của Việt này, mang dạng hơi hơi crop top này, thể thao. Ok chị nghe, cái này có hai này, lên mã này mã thông hơi mà phom phom lẫn lẫn như này chị em mình, thông hơi nhé. Một xanh đen, một xanh của Việt, 52 đổ về nha. Toàn bộ là dòng hàng xịn hết đây, chị em mình cứ yên tâm, em đây luôn chị em mình là 89.000 nha. Lên mã thông hơi luôn dùng nguyên, chữ của nó toàn bộ là chữ theo, mua đi trẻ mình đó. Mấy khi mà hàng xịn như thế nào cũng theo. Một cái màu xanh của Việt, một cái xanh đen và hai cái màu xám đậm, hai cái xám đậm nhé. 52 đổ về của Việt, chị Trần Thảo Hồng Phụng, Hồng Phụng rồi nhá. Xanh thang nhá, màu xám nữa là ok nha. 89.000, cái này cân quá. Cổ Việt rồi, lên luôn dưỡng mã này. Cái này là ôm body nè, chút mã body nhá. Cái này dạng cho chị nào đi hay đi tập đi đồ ấy thì mua những con này mang ok. Cái này rút à, lại để cho Hạ Nguyên nữa chết tàu được. Tương tác đây xíu chị em mà nói, à đây chết xuống. Cái vàng để riêng chị nha, chứ không biết ai. Hồi nãy của chị Hồng Phụng, hồi nãy chị Trần Thảo. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên, cái này cân nha, cái này có một cái duy nhất. Chị nào lấy cái này lên luôn chung này, body, body nhá. Chị nào lấy cái này thì lên. Rồi sau một màu nữa thôi là em ngưng cái mã này nha, một màu duy nhất nữa thôi là em lên cái mã này, em ngưng mã này nhá. Sen sen để tối còn sale. Cái này có một cái dòng găng 52 đổ về, lên mã này mà Mickey. Ôi hết 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 pin Huyền ơi, Mickey xong. Lên chị em mình mã áo này, chị em mình tranh thủ mà săn. Đang lưu dụng mã Mickey body cho da hăng ngô, da hăng ngô có 5% luôn. Body là cái gì à? Ừ. Mickey luôn dùng nguyên nhá. Đây mã này mã Gucci, Gucci xanh, Gucci hồng, Gucci xanh và Gucci hồng. Chưa. Mã có đứng không thấy view? Chiều tối thì họ đứng view lắm. Ở trên này gần 100 view, còn máy này có 5-6 view. Rồi nhá, lên luôn dưỡng mã này, mã Gucci dùng nguyên nhá, đẹp chưa? À bị dơ xíu à, bỏ riêng ra, bỏ của chị Gia Hăng Ngô ra. Rồi nhá, lên luôn chân mã này, mã Gucci luôn dùng nguyên.
xong cho em áo em đang mang luôn. Áo em đang mang. Cái này 52 độ về là chị em chút đẹp. Cô dùng xanh cho chị Hà Hồng Nguyễn. Hà Hồng Nguyễn một con, còn Gucci Hồng nha, còn Gucci Hồng nữa là hết. Hà Hồng Nguyễn một con. Rồi còn Gucci Hồng nữa là hết nhá. Chị nào lấy Gucci Hồng lên Gucci Hồng. Rồi qua mã cho chị em rồi đó. Qua mã nha. Con áo em đang mang. Đây đây đằng sau. Cái này hồi sáng chị nó chị lên chị bắt rồi. Còn được mấy con thôi. Gucci còn hồng. Nguyên quay cận luôn cho chị em mình con này nha. Con này quá xịn luôn. Hôm này chị em mình lấy 62 nhá. Hôm lấy 62 chị em mình chú ok. Bị dơ rồi. Đây. À bị dơ rồi. Em bỏ ra đó chị ơi. Bị dơ xíu rồi. Cái này đẹp xịn sò luôn. Gucci hồng chút rồi đúng không? Gucci hồng đây. Kiều duyên. Đây chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên. Quay cận luôn cho chị em mình xem hàng. Và phone này phone 62 là chị em mình mang ok nhé. 62 đổ về là chị em mình chốt ok luôn dùng nguyên. Đẹp lắm luôn. Size 62 đổ về. Chị em mình nhìn hàng. Đấy, mang với mấy con quần ngố ra set ngố. Mỗi màu có 1 con thôi. Em đây luôn chị em mình con này 55.000. Nó đẹp cho chị em mình từ đường kim mũi chỉ luôn. Đây chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên. 55.000 con này nha chị em mình. Nhìn hàng luôn dùng nguyên nhé. Không ai bán con này 55.000 đâu. Đấy, form này là form 62 mang ok. Lên mã này là mã 55 kèm màu. Màu cam đậm, cam nhạt. Màu đen, màu trắng này. Màu đỏ 55k nha chị em mình ơi. Siêu rẻ luôn, tương tác lên xíu chị em mình ơi. Tao thấy đứng đơ thế. Hồi nãy giờ thấy có số mấy gì rồi. Số mấy gì rồi. Đậm cho chị Hồng Phụng. Đậm chị Hồng Phụng. Rồi nha, 55.000 kèm màu luôn dùng nguyên nhá. Siêu đẹp luôn. Hồng cho chị Trần Thanh Hiên. Ủa hồng đâu ra. Màu nào chứ. Hai con hai màu em. Đang đậm hết rồi. Như cái này cho chị Huỳnh Hồng Nhung. À quên lộn, Huỳnh Thị Hạnh. Huỳnh Thị Hạnh. Rồi ok. Hai con. Rồi còn trắng với lại đỏ thôi. Còn trắng với đỏ thôi. Áo Quân đang mang cho chị bé heo. Chị bé heo. Còn trắng với đỏ thôi nhá. Này. Làm sao mà mua được con này với giá 55 trà. Có cái điện thoại kia em phát lại cái like thử chị. Đây này view ít quá. Đứng hai kiểu gì mà. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này là mã trắng. Còn trắng và đỏ thôi. Đi 55.000 nha chị em mình ơi. Đấy, cố gắng chia sẻ bàn tay lên luôn dùng nguyên trắng với chị Hồng Phụng. Hồng Phụng. Trắng với chị Hồng Phụng. Rồi còn đỏ thôi. Còn đỏ thôi nhá, 55.000. Đẹp lắm. Còn đỏ thôi, còn cái màu đỏ. Thì nào lấy đỏ, lên đỏ dùng nguyên nhá. Gáo đen này có hai con. Cái này được chưa? Đây, cho em cái điện thoại mới á. Bên này hàng nhiều nãy gì thế. Nó để ở cái view là 80 view hồi nãy giờ luôn. Mình nhìn bên váy máy này còn có 50 mấy view. Chờ em xíu nhé. Chứ nãy còn ít quần lẽ. Bỏ đây em xem rồi. Rồi chờ em xíu. Bị đúng rồi. Mấy ngày đi mọi người. Mấy ngày đi. Trắng em hết nha. Ui, cái này còn có 1 con rồi chị. Cái này còn đúng 1 con. Cái này hồi sáng vô khách bóc cái này nhiều lắm. Máy này còn có 50 view. Cái điện coi bên kia máy kia là máy view gì. Bên này để miết 80 view nãy giờ không kêu cô chị. Thế hả? Ôi trời ơi. Rồi nhá, cái này có đúng 1 con duy nhất. Lên luôn dựng mã nào mà Mickey cưng chưa. Chúc mã Mickey nhá. Siêu đẹp luôn. 55.000. Chị nào lấy cái này lên mã Mickey. Thấy rồi chị Hồng Phụng á, mạng trắng lắm. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi cho chị Hồng Phụng. Cho chị Hồng Phụng thì. Hồng Phụng. Ok chị Hồng Phụng. Mũ này em nhớ còn con. Còn con á. Chị nó chỉ bắt xong còn con. Ôi trời ơi. Lên mã mũ đỏ Mickey em hết. Chúc mã mũ đỏ luôn dùng nguyên nhá. Thôi nó nha. Nè. 55.000 làm sao mua được con hàng xịn sò như thế này hả chị em mình ơi. Có 1 cái. Có 1 cái thôi, Mickey em hết rồi. Ờ, mấy bên đây mạng trắng, thôi ráng. Ráng. Nha, chị nào lấy cái này mũ đỏ.
mũ đỏ con cái, chị nào lấy mũ đỏ cầm em mũ đỏ chị Đặng Nhã Ca. Lấy mã gấu đen Đặng Nhã Ca, chút mã gấu đen luôn giúp nguyên nha chị em mình không. Đã lắm luôn, đây chị em mình nhìn hàng ở trong của nó này. Nó may này. Nhìn kỹ luôn dùng nguyên nha, lên mã này là mã gấu đen có hai. Hôm này 62 vô tư nhé. 62 vô tư nhé. Comment mã này mà gấu đen, mũ đỏ em hết rồi. Có hai con gấu màu đen. Em đi luôn cho em mình luôn. 55.000 gấu đen nhé. Chị nào lấy gấu đen lên gấu đen luôn dùng nguyên cho chị em mình đó. Gấu đen có hai. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên mã chữ kèm màu. Gấu đen có hai, 55.000. Bao đẹp luôn. Ít cái áo thun nào mà nó may kỹ như thế nào hết. Em không nhé, em không. À Vilama còn nhưng mà giờ không lên. Gấu đen thì sumi lên. Cưng chưa trời ơi. Cái này có hai con. Lên mã dài tay. Phun to nha. Nè. Lên mã dài tay luôn dùng nguyên nhé. Chút mã dài tay nguyên có hai con này thôi. Chị nào lấy dài tay lên dài tay luôn dùng nguyên thì ti ti. Ti ti con. Ok nhá. 55.000 thôi. Chị em mình cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Ok ti ti nữa là hai con. Hai con. Lên mã dài tay đen. Dài tay màu đẹp đẹp. Dạ biết là màu gì. Và một kem kem. Nha. Lên mã dài tay kem màu đẹp đẹp và màu đen. Có bộ thun cho 60 cái em không chị. Đẹp, chị em mình nhìn nè, may chằn may đẹp mà rất là kỹ luôn. Nha, con này là hàng. Ôi không vô bên Hiền ơi, có 2%. Ơi kiểm tra lại thử. Chết dở. Được. Kem cho TT. Kem màu đẹp và màu đen. Đen cho Mirin Nguyễn. Chị ơi, kem TT đen Mirin Nguyễn. Cái dự hình thị hạnh màu này thì hình thị hạnh màu này. Rồi ok. Có con áo đá. Hai con coca. Hai con coca. Coca nhé, có hai con. Thì hàng màu đi à. Màu đẹp đẹp. Có hai con coca cola. Nha, chị nào lấy coca lên coca phía sau chữ của nó. Coca vàng và cola ca này. Màu cam cam ấy. Áo mặc em hết rồi. Hết dài tay rồi. Chị nào lấy coca comment lên coca luôn dùng nguyên nhé cho chị TT. TT còn coca vàng. Dài tay em hết nhé. Còn coca vàng nhé. Chị nào lấy coca vàng lên coca vàng luôn dùng nguyên nha chị em mình. Em đi luôn chị em mình 55.000 thôi. Siêu rẻ luôn. Nha, để chia sẻ phát nữa này. Siêu ít lắm. Coi có ok không chị em mình ơi. Hay là bị đứng đứng. Hay là lại bị đứng. À, chưa cũng như tối và tối cũng như chưa. Còn coca vàng nhá. Lấy mã này là mã nấm hồng. Nấm hồng. Ok, nấm hồng nhá. Xinh chưa? Đấy, toàn bộ là mái chằng mái đà kỹ lắm luôn. Nha, lên mã nấm hồng có một. Màu nãy giờ bên đây Nguyên thấy kỳ lạ là. Kỳ lạ là thấy bên này nó nắm cho chị Hồng Phụng. Nó đứng 80 view nãy giờ. Thì là mình thấy có vấn đề rồi. Lên mã mèo. Mèo hồng. Đẹp lắm. Mèo hồng 55. Nha, chị nào lấy hồng 55. Năm nay là nó thật sự áo áo phong nó lên rất là cao. Con là phong Quảng Châu này. Nấm hồng của Hồng Phụng ở chị Tư đó. Nấm hồng. Hồng Phụng. Hồng Phụng. Lên mã này là mã mèo. Mèo nhá con coi. Đó, bên này là cố gắng kết thúc lại. Mèo. Nha, mèo hồng một con. Và con này, mèo cho Ti Ti. Mèo cho Ti Ti. Rồi, có một con gì đây? Con gấu. Gấu còn con. Chị nào lấy gấu lên gấu luôn dùng nguyên nhé. Chị ơi, 62 vô tư luôn. Chúc gấu lên luôn dùng nguyên nhé. Có một con gấu. Chị nào lấy gấu lên gấu nè. Lên gấu luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy gấu, chúc gấu luôn dùng nguyên nhé. Gấu cho chị Hồng Phụng. Rồi lên luôn chung mã đá hồng. Đá nào mà đi 55.000 thì nó rẻ quá. Đá màu gạch. Đá gạch có một con. Nha, đá gạch. Chị nào lấy đá màu gạch, chúc lên đá màu gạch luôn dùng nguyên có một con. Nhá, chị nào lấy đá gạch 55, lên đá gạch 55, chữ màu gạch, đá và chữ, 55.000 một em, đá cho chị Hồng Phụng, đá cho Hồng Phụng. Nha, rồi lên chung mã chữ, hết gấu nhá, chữ màu gạch, ngủ chi nhanh đấy anh, đá hết rồi chị ơi,
nha. Gấu, gấu hết rồi. Ôi, lên mã mũ. Mũ kem. Có một cái, gấu em hết rồi. Gấu hết rồi. Còn em mã này là mã mũ kem. Mũ kem 55.000 luôn. Form này toàn bộ form to, form 60-62. Chữ cho chị Myrin Nguyễn. Chữ Myrin Nguyễn. Mũ cho chị Hồng Phụng. Chị Út Hâm mặn chậm lắm chị Hồng. À, chị Út Hâm cái này còn có màu này. Em thấy là nhiều cái này còn đen kìa. Đen kìa. Đó. Gấu cả cả lùm gấu kìa. Comment mã gấu cam luôn dùng nguyên nhé. Gấu cam có hai con gấu cam cưng này. Hai con gấu màu cam, chị nào lấy gấu lên gấu luôn dùng nguyên nhé. Chút mã gấu cam luôn dùng nguyên nè. Gấu cho Hồng Phụng, còn một gấu kem nhé. Chị nào lấy gấu kem lên gấu kem luôn dùng nguyên 55.000. Nha, còn một em gấu một kem, mẫu em hết rồi chị ơi. 55.000 gấu kem thôi. Gấu cam, còn một con gấu cam. Chị nào gấu cam lên gấu cam, lên mã gấu trắng luôn dùng nguyên nhé. Kèm luôn dùng nguyên cả cái màu nha chị em mà nói. Chưa nó không lên. Trắng cho chị Hồng Phụng. Trắng cho chị Hồng Phụng. Trắng cho chị Hồng Phụng. Rồi ok chị nào lấy mũ, à, quên gấu kèm màu luôn dùng nguyên nhé. Gấu kèm màu chút lên luôn dùng nguyên. Gấu kèm màu nhé. Gấu trắng luôn dùng nguyên. Gấu vàng. Gấu vàng có 1 cái. Đẹp không mà kia kia rất trắng. Khẩu trang em không nhé chị ơi. Hết khẩu trang nhé. Rồi nhá, lên mã gấu vàng 55.000. Gấu vàng có một em 55.000 nhé. Hiện tại đang thiếu khẩu trang chị ơi. Nha, gấu vàng có 1 cái. Chị nào lấy gấu vàng lên gấu vàng. Đấy, gấu màu kem và gấu màu đen. Đi như thế này cho nó nhanh nhé. Không cần mở ra nữa. Màu kem và màu đen. Chị nào lấy gấu lên gấu luôn dùng nguyên. Gấu vàng, gấu kem, gấu đen 55.000 một em nhé. Chị nào lấy gấu lên gấu. Chị em mình xem like tương tác lên xíu vậy em mình ơi. Để xong cho em lên. Chắc là xong rồi. Cái lên bắt đầu lên hàng lẻ đi. Theo hàng lẻ đi. Phê hoàng lẻ đi cho nó đen cho chị Hồng Phụng. Đen chị Hồng Phụng. Rồi nhá. Lên luôn dưỡng mã này, mã gấu xanh. Nền trắng và con gấu màu xanh 55.000. Nha, chị nào lấy gấu xanh lên gấu xanh. Gấu vàng, nền trắng, gấu vàng nữa. Đây, chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng 55.000. 55.000 một em nhé. Rồi ok. Cái này có 1 cái, lên mã chữ vàng. Chữ vàng luôn dưỡng nguyên 55.000 chữ vàng. Những cái con phong xịn sò xanh cho chị Hồng Phụng. Gai chống thấm 1m6 mình đang bán mấy tiền ta? Toàn nền trắng cho chị Hồng Phụng. 89 như nè. Rồi nhá, chữ vàng cho chị Ti. Ti. Chữ vàng cho Ti. Trắng 2 cái. Comment mã chữ trắng mới 1 cái. Chữ trắng có 1 cái thôi. Chị nào lấy chữ trắng lên chữ trắng, 1 cái duy nhất. 1 cái duy nhất chữ trắng, chị nào lấy chữ trắng comment lên chữ trắng luôn dùng đi. Con này con gì cả? Chữ trắng nhé, còn 1 cái chữ trắng, chị nào lấy chữ trắng chốt thì chữ trắng cho TT. Comment mã mũ trắng có 2 con. Mũ trắng có 2 con, phong 62 lần ấy. Nha. Lên mã này là mã mũ trắng có 2. Mũ trắng nha. Bị cái bệnh hẹn ấy, nhiếm không ra. Mai đi học. Mai đi học. Comment mã mũ cho chị Huỳnh Thị Hạnh. Lên mã 3 gấu có 1 cái. 55.000. Comment mã 3 gấu có 1 cái, mũ trắng cái gì Út Hanh. Có 2 cái mũ trắng đúng không? Lên mã 3 gấu, hết mũ nhá. Chị Hình Thị Hạnh có rồi nhá, Út Hanh có rồi nhá. Không nha, bị hụt điện nữa rồi, ảnh làm hụt điện rồi. Comment mã này là mã 3 gấu. 3 gấu, 55.000 3 gấu, chị nào lấy 3 gấu lên 3 gấu luôn dùng nguyên nhá. Chị đưa cái màu nó sát sát nhau là nó lộn hàng, nó lộn. 55.000 một em. Comment mã này mã gấu đỏ. Không phải gấu. Bò đỏ, bò đỏ. Áo da. Chú em có lên áo da đâu. Không có chứ. Lên mã bò đỏ. 55.000 bò đỏ giúp nguyên nhé chị em mình nói. Chị nào lấy bò đỏ comment lên bò đỏ luôn dùng nguyên nhé. 55.000 bò đỏ. Đấy, chị nào lấy bò đỏ lên bò đỏ 1 cái. Gấu đỏ 1 cái.
Cái mấy mã chữ trắng luôn dùng nguyên. Đẹp lắm luôn, chữ trắng một cái 55 nghìn. Rồi ok, chữ tím, gấu tím. Gấu tím 55 luôn. Chị nào lấy gấu tím 55 lên gấu tím 55. Xong lên cho em tới thằng lại. Cái quần lại đó chị ơi. Chữ tím, à quên lộn. Gấu tím 55 đi. Nha. Nguyên đi chị, nguyên đi chị. Nguyên đi chị, lai đi, lai về. Nó không lai đi, lai về một lượt. Tím cho chị Hồng Phụng. Áo nam chị ơi. Hồng Phụng. Chữ trắng hồi nãy cho chị Ti Ti nè. Chị trắng về đầu chị mới vừa xuống. À. Gấu tím cho chị Hồng Phụng rồi đúng không? Chữ trắng cho chị Chi Kim. Lên mã 18 có một cái. 18 có một cái 55 nghìn. Nha, chốt mã 18. Chị nào lấy 18 comment lên 18. Chốt mã 18 luôn dùng nguyên nhé, có một cái. Chị nào lấy 18 lên 18. 18 đen và 18 trắng. 18 cho Ti Ti. Còn 18 đen nha cho chị Ti Ti. Rồi nhá, lên mã LV kèm màu. LV kèm màu. Còn 18 màu đen nha. 18 trắng bởi Ti Ti dùng nguyên. Còn 18 màu đen, chị nào lấy 18 đen lên 18 đen luôn dùng nguyên nhé. Xem like và chia sẻ lên luôn dùng nguyên chị em mình đó. Chưa quá. Còn 18 màu đen. Rồi nhá. Lên mã này mã LV. Còn 18 màu đen, chị nào lấy 18 màu đen lên luôn dùng nguyên nhá. Rồi chốt lên luôn dùng mã này mã LV xanh. Rồi bộ phương to hết. LV xanh. Chị nào lấy LV xanh chốt lên luôn dùng nguyên. LV xanh 55, LV cho Ti Ti. Đen cho chị Hồng Phụng. Tạm à. Ừ. Đen cho Hồng Phụng, LV xanh này gì Ti Ti. Rồi nhá, lên mã LV kèm màu đi chị em mình nó các màu luôn. Vàng này, màu cam này, màu trắng này, màu đen này, màu kem này. Đấy. Chị nào lấy cái này lên mã LV kèm màu luôn dùng em xanh em hết rồi. Xanh em hết rồi nhá. Từ từ chị ơi, áo da từ từ sao. Ồ em tắt. Em tắt cái máy bên này chị em mình chuyển qua bên này đi nhé. Chuyển qua một máy đi chị em mình nó chưa ít quá. Nha, chuyển qua bên này còn có 20 máy tiêu, không biết sai chỗ gì luôn. Cho Ti Ti. Nha, em tắt máy bên này nha chị em mình ơi. Nha, chuyển qua một máy giùm em với. Rồi về vàng cho chị Hà chị Hình. Làm sao ta? Ít khi nào mà video like cái video như thế nào luôn. Cho chị Hà chị Hình. Rồi ok nhá. Kem đen trắng, chị nào lấy thì chốt. Kem đen và trắng. À, kem cho chị Chi Kim. Kem cho chị Chi Kim. Kem cho Chi Kim này. Ok, chị nào lấy LV lên LV. Áo da làm sao mình sale máy này 179.000 đúng không? Rồi cho em lấy xế quần đi chị. 100 mấy? 179.000 nè. Em đây luôn chị em mình cái này 150.000 luôn. 149.000 luôn đi, còn mấy cái nha. Đây 60-62 chị em mau ok, chị nào lấy da thì lên da luôn dùng. Rồi em ra qua mã nhé, những con này còn lẻ tẻ nè. Toàn bộ size 52 đổ về. Em bán tặng hết những con này luôn. 52 đổ về nhé. 52 đổ về, em đây luôn chị em mình là 49k một em. Nhưng mà size nhỏ thôi chị em mình thôi. Nha, 52 da cho chị Ti Ti. Áo rất tốt có chưa? Áo da chị Ti Ti. Ok, chị Ti Ti cái áo da. Cái này em đi luôn cho chị em mình luôn, 49.000 size 52 đổ về là chị em chốt đẹp nhé. Comment mã này là mã LV trắng chị, LV trắng. LV trắng cái gì? Bích Trăm Lê. Bích Trăm Lê. Bích Trăm Lê. Áo da chị Ti Ti có rồi nhé. Rồi nha, lên chung mã này 49.000 size 52. Con này sale, nói thật sự những con này mà sale giá quá rẻ luôn. Chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng luôn nhé. 49.000. Size này toàn bộ là size 52 đổ về là chị em chốt đẹp. Nha, comment mã này là mã caro. Không sai. Không sai, hàng nguyên sale 179 là đã rẻ hơn ở thị trường rồi. Giờ còn ít cái, em đi nói luôn chị em mình là 149.000, xả lỗ đấy. Rồi nhá, 52 đổ về lên chung mã caro kèm màu luôn dùng luôn nhé. Không có sai nha, không sai, không sai. Caro hồng vàng xanh. 52 đổ về thôi. Xanh này luôn. Cái này em còn lẻ tẻ nè. Rồi này. Đỏ nè. Có sai ấy, lên số ký cho em. Cái này
hai bực mình là nó cứ để là về đây gì phạm, nó cứ để 80 view nãy giờ. Nha chị nào lấy quần caro comment lên mã quần caro luôn dùng nguyên, kèm luôn dùng số ký. Nha kèm số ký luôn dùng nguyên. Tắt lại mượn rồi chứ. Chưa. Chưa bao giờ mà like thấy kiểu như thế nào luôn á. Nó đứng đơ mắt like luôn. Ok ra chống thấp hả? Quay hết hả? Lép kim đùi size L cho chị bích trăm lê. Bích trăm lê. Ơi, nếu như thế nào thì cho biết lên cái gì. Rồi mấy con quần quần nạn sale gọn luôn. Chấm lên thử chị em mình ơi, để biết là chị em mình đang còn xem like nè. Là trưa, nghỉ trưa nó ok, nó ổn hơn tối chứ cuối cùng là trưa còn như tối. Trưa cũng như tối và tối cũng như trưa rồi. Nè, quần thô mềm nhá. Thô mềm. Dạng giống quần kaki á, trẻ mình 52 đổ về. 52 đổ về nha. Toàn bộ là theo. Mã LV là cái áo thun chị ạ. Áo thun nhá. Hàng đài nhà luôn, hai caro cho chị Hương Uyên. Hương Uyên. Lên thông tin đi chị ạ. Thế. Hai cái quần lót biên size L cho chị Hà Hồng Nguyễn. Rất là nhiều hàng luôn nhưng mà view viết này em không biết là lên cái gì luôn. Hai cái caro mỏng được đúng không? Ừ. Từ trước bây giờ chị có thấy cái like nào mà nó đứng sừng cái mắt like luôn. Cái này không có size to. Quần thô mềm nha, quần thô mềm size 52 đổ về. Cái này em bán tầng 45.000 luôn. Có mấy cái. Chị em mình tranh thủ phát đi. May chằng may đè hết luôn. 45.000 luôn, size 52 đổ về nhé. Size 52 đổ về là chị em mình chốt ok luôn dùng đi. 52 đổ về là chị em mình chốt đẹp nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. À, hàng công sở à, công sở thì quần công sở thôi. Quần công sở thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã quần à. 45.000. Size 52 nhá, cứ lên cho em cái này cùng một size đó. Cùng một size 52 đổ về là chị em chốt đẹp nhá cho chị Thanh Hằng. Làm sao mà mua được con này 45. Đó, cái này em bỏ xuống. Toàn bộ theo cho chị Hà Thị Huỳnh, toàn bộ theo. Cái này chị em mua cho nữ mang được, chị em có thể mua cho con trai lớn cũng được nhá. Mua cho con trai lớn cũng ok. Quần cho Hà Thị Huỳnh luôn, 45.000. Trời ơi. Hà Thị Huỳnh luôn. Cảm xúc cầu luôn. Cảm xúc cầu luôn. Nha, có chữ Puma, có chữ LV nhé. Các kiểu chữ. Có chữ Gucci luôn. Nha, chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng đi. Cho chị Kim Yến vỏ luôn. Kim Yến vỏ luôn. Ok nhé, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Không chị ơi, em không like lại nhé. Em đi qua một lượt. Đi qua một lượt thôi. Không có, cái này không có size to. Có một màu chị ơi. Hai chữ thì được. À đây đây, có hai màu. Ok cho chị Hoa Trần là ai à? Hoa Trần. Lấy thông tin cho em nhé. Rồi còn một màu. Hoa Trần. Cái này cho chị Tuyết Nguyễn. Được cái chị ơi. Rồi ok. Răng càng ngày càng xúc đấy chị. Chị Ngọc làm bữa nay còn 52 kg. Rồi nhá, chị nào lấy cái này nữa lên luôn dùng nguyên. Được đấy chị. Được đấy. Chị Hoa Trần ơi, lên địa chỉ trên live cho em với nè. Lên địa chỉ trên live cho em nhá. Cho chị Hà Phạm Thị cũng rẻ quá luôn. Tắt đi. Rẻ quá rẻ. Con này là quần giãn. Hà Phạm Thị nè. À, size 55 đổ về là chị em chốt đẹp. Quần giãn chéo, giống quần giãn chéo nha. Chị Nguyễn Thị Bích Kịp một con. Quần ống bo con này đi chị em 49.000. Giống quần giãn chéo á chị em mình nè. Quần ống lam chị Dung Dương Thị Phương luôn. Con này lên sơ mãi giãn chéo 49. Giãn chéo 49. Chị nào lấy giãn chéo 49 xúc lên luôn dùng nguyên nhé. Giãn chéo 49.000 một em. Để một cái, có một màu để một cái tức chị ơi. Con này 49.000 nhé. Lên mã đỏ đô 49 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy đỏ đô 49 comment lên luôn dùng nguyên nhé. Đỏ đô 49. Những cái này còn cái hết. Trên hình. Đó, cái con quần 52 đổ về con nè.
phải bao đã luôn. Có áo lốp tốt cho bé lớp 5 không? Chị Hương Nguyên ơi, lên thông tin cho em đi. Lên cả số điện thoại, cả địa chỉ trên live rồi em mới chốt đơn nhá. Cái chốt không mà không có thông tin là em bỏ qua ấy. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên con này bao đã luôn. Chàng kaki mềm C52 đổ về quần ống bo. Cái này em đi luôn chị, mà nó 49.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên xuống mã reo 49 luôn dùng nguyên nhá. Màu xanh nè à. Có hàng mỗi màu xanh thôi. À của chị màu xanh và màu vàng. Xanh và vàng 52 đổ về con này quá xịn luôn nè. Em đi luôn chị mình con này 49.000 nhá. Chị nào lấy mã xanh 49 chút lên luôn dùng nguyên nhá. Nhưng mà 52 đổ về thôi. Dạ phía sau là nam chị ạ. Phía sau là nam đó. Những cái này là lẻ mẫu ra, còn cái là em xem. Có cái màu gạch này size 55. Màu gạch này size 55. Đi 49.000 luôn. Gạch size 55. Hai con màu gạch size 55. 49.000 một em nhé. Chị nào lấy gạch size 55 lên luôn dùng đi. Gạch này size 55. Xanh hồi nãy bỏ xuống cho chị Hồng Phục. Con này quần sơn mềm. Ống sung. Lên mã sung dùng đi. Phải sướng đẹp luôn. Xanh đeo hết rồi nha. Ok chị Hương Uyên. Rồi nhá, lên luôn dùng mã sung luôn dùng Uyên nhá. Hương Uyên lên thông tin. Con này 52 đổ về thôi. Hương Uyên. Con này 52 đổ về thôi. Này chị em mình ơi. Reo hết rồi nhá. Gạch cho chị Thanh Uyên. Gạch chị Thanh Uyên 49.000. Nhưng mà 52 đổ về con nào mà đi 49.000 chị em mình ơi. Quần đuổi cũng có giá này luôn ấy. Nha, cái này là dạng quần quần thơm mềm, hơi giống quần hơi giống như ông Huyền ơi, tắt cái điện cầu thang dùng nguyên cách. Thế bảo của chị Hoa Trần màu vàng cơ. Thế chị phải bảo trước chứ. Xuân chị nắng mùa hàng con. Nắng mùa hàng là đi đơn cho ta. 49.000. À từ từ. Gạch cho chị Nguyễn Thị Ngọc Lan. Trời ơi. Còn gạch không? Hết gạch rồi chị ơi. Lên mã này là mã sung đen nhưng mà 52 đổ về thôi chị ơi, mà nó 49. 125.000 chị ơi. Nha chị nào lấy sung đen comment lên sung đen luôn dùng nguyên nhá. 49.000. Còn được hai con. Nó xịn hơn đủ nhiều. Nó qua là view chán này, bán cho vui, sale tặng cho vui đây này chị ơi mình này. Đấy, 49.000 hàng xịn sò đó. Thơm mềm. Nha, lên luôn chung mã này là mã sung 49. Cho chị người tình trăm năm. Crop top thì em chỉ còn boris thôi. Chỉ còn boris thôi. Răng đấy con, răng mùng hiu đó. Cái này có một cái. Trời ơi, màu gì ta, màu bò. Màu bò, cũng phải màu bò. Cái gì Thanh Quyên, sung đen hết. Lên mã này là mà sung màu mỡ gà. 52 đổ về, phía sau của nó là lưng thun cho chị em mình đó. Thanh Quyên, con này đẹp lắm nè. Có một cái, lên mã số 1 đi. 49.000 nó. Chúc mã số 1, 49 nhé. Chị nào lấy mã 1, 49 ca luôn dùng nguyên cho chị em mình đó. Mã này lên mã 1, 49.000. Màu này đẹp lắm nè. Nha chị nào lấy mã 1, lên mã 1, 49.000. Những cái này là còn lẻ tẻ nên là em sale hết. Cân quá. Cái gì Thanh Quyên. Trời ơi. Đây cây hả? Mã 1. Ê, cái này 55-57. Được một con màu xanh ngọc. Này chị em mình này. Xung gặp lai. Xung gặp lai. Có một con màu xanh ngọc và một con màu nâu nâu này. 49.000. Hai con xanh ngọc. Cái này 55kg vô tư. Hai con xanh ngọc. Ngọc cái Hồng Phụng. Cái tiên tiên. Hai con xanh ngọc. Ok hết xong. Màu này lạ đẹp nè. Đẹp quá chị mình ơi. Nguyên đây 49.000 nó rẻ sợ luôn rồi. Cái này 55kg. 55-57 nhá. Nào cho tiên luôn. Màu đen nó xuống rồi chị. Rồi nhá, lên mã gặp lai đen. Gặp lai đen cũng là quần xuông.
49.000 có 3 con. Lấy mã gặp lai màu đen nhé. Gặp lai đen luôn dùng nguyên nè. Chị nào lấy gặp lai màu đen lên luôn dùng nguyên. Không thể mua được giá 49.000 ở đâu chị em mà nó toàn bộ này. Mai chằng mai đà đang cái hồng phụng hai cái. 55-57 đổ về nhé, hồng phụng hai cái còn cái. Nha chị nào lấy đen hết màu nâu luôn, chuyển màu đen luôn dùng nguyên còn cái màu đen này chị em mình. Đẹp lắm luôn, dạng quần suông gặp lai kiểu. Đấy, lên đen luôn dùng nguyên. Cái này 55-57 còn cái suông đen hồi đầu là 52 đổ về thôi. Đang chị Mary Nguyễn là hết. Mary Nguyễn là hết. Nha. Cái caro này cho em lên hai cái caro này trước nè chị, còn cái hai cái caro này. Còn hai cái caro này lên nót. Đem hết. Lên mã caro. 49.000. Đem hết rồi. Cái này là quần ngố nhá. Quần ngố dùng nguyên nhá, quần này qua gối. Con này là ngố qua ngố sung qua gối. Lên mã caro size 55. Ngố qua gối nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Caro cho chị Hồng Phụng. 49.000. Toàn bộ hàng sale rồi đấy, nên là sỉ lại không chen nhau nhiều đâu. Xong đến hồi kêu mệt lắm luôn. Toàn bộ chị em phải nhìn vô cái giá. Hầu lẽ ra là em sale đó. Con này size nhỏ size 50. Chút mã nhỏ luôn dùng nguyên nhé. Có một cái thô mềm. Hết caro nhé. Comment mã nhỏ. Ngố em hết thì chị Thiến nha đòn. Lấy mã nhỏ có một cái. Chị nào lấy nhỏ 49 lấy nhỏ 49. Quần riêng đùi cũng đẹp em cũng còn lẻ tẻ đó. Nhưng mà view ít quá thì chả biết lấy cái gì. Nha chị nào lấy mã này lên mã nhỏ luôn dùng nguyên nhé. Ngố em hết rồi. Cái nào đơn đơn ngồi đánh lên luôn dùm em nha chị. Chị Ngân ơi. Chị Ngân. Cái nào có đơn ngồi đánh luôn cho em luôn nha. Nha chị nào lấy cái này lên luôn chung mã nhỏ. Cái này là nhỏ hết nè. Nhỏ nè. Comment lên mã này là mã nhỏ luôn dùng nguyên nhé. Đẹp hình. Cắt. Trời ơi 49.000 thì nó quá rẻ luôn á chị ơi. Thật sự luôn ấy. Được nha. 48-50 chị em mình những con quần mà nguyên xe 4. Chị nào mà thật sự có con nhỏ hồi nãy rồi da luôn. Chị em mình mà có con mà ví dụ 40 mấy ký, trai cái ví dụ như ấy ngáy quá thì là trời thấy nga đòn. Thì là chị em mình cắt hoặc là nhỏ sáng thì thấy nga đòn. Ống bo mà sợ gì nó dài. Này mà 49.000. Vải nó mềm cực luôn. Mấy chị em mình nhìn nè. Nhìn hàng luôn dùng nguyên nè. Mặn đi 49.000. Cái còn lại nhỏ tiếng nga đòn một cái. Lên nhỏ màu này. Cho chị Hồng Phụng luôn. Cho chị Hồng Phụng luôn cái. Ống bo nhé. Ok. Cái này có 3 cái. Cái này có 3 cái. Con này là size 52. Màu gạch ấy. Màu gạch size 52. Màu gạch này size 52. Chị nào lấy gạch lên gạch. Cái này chị nào không lấy con trừ luôn ấy. Lên cái màu gạch này size 52. Cái chị Trang Thanh cái. Màu xanh xám. Trang Thanh cái. Cái chị Hà Hồng Nguyễn cái. Cái này size 52 màu gạch. Không, cái này hàng của người lớn nhưng mà vì còn form nó nhỏ. Hoa Hồng Nguyễn. Gạch cho chị Hoa Trần. Nhỏ xám còn. Nhỏ xám cho chị Hà Thị Huỳnh nữa. Hà Thị Huỳnh. Cho chị Kim Yến Võ nữa. Kim Yến Võ nữa chị. Kim Yến Võ. Cái này cho chị Hoa Trần. Hoa Trần. Hoa Trần giùm em. Rồi hai cái này quần bo, một cái màu đen và một cái màu reo. Hồi báo sao chở cái này 55 cái con vừa. Cái này không bo, cái này không bo, một cái bo và một cái không bo. Cái này sao 48 đổ về màu đen. 48 đổ về màu đen nhé, mềm lắm. 48 đổ về màu đen nhé, chị nào lấy 48 đen lên 48 đen. 49k. Và cái nào không bo. Là toàn bộ là những cái này là em mẫu lại là em xem. Bo này cho chị Hồng Phụng. Con này chị Hồng Phụng. Xeo hết gọn kho. Con này quần giãn chéo. Quần giãn chéo size 50. Đang mãi giãn chéo 49k luôn size 50. Nè. Cưng chưa? Size 50. Còn một cái màu đen. Cho chị quý trọng một cái. Màu đen là quý trọng. Được cái nhá. Trước cái chị quý trọng ở hồi chút sau này. Đây luôn dùng mã này.
màu gạch, màu đỏ luôn. Cho chị thấy nha đòn. Đúng 9k á chị. Đúng 9k hết. 9k toàn em sale lên cho nó gọn. Toàn một giá, còn cần phải hỏi giá cho nó được. Nó đủ sức rồi. Đủ sức hay còn 2 con. Đủ sức xung. Cái này được chị em 46.55. 46.55. Rồi cái màu này đẹp. 46.55. 55-57. Đẹp này chị em mình. Rem hết rồi. Con này đi 46.000 chị em mình nhìn cái màu này. Mẹ, mẹ lấy bút quay hay lấy không? Dạng chéo hết rồi đúng không? Hết rồi chị ơi. Ui, con màu này nè chị em mình ơi. Quần xung, size 55-57. Con này là quần đuổi xước. Đuổi xước chị Giang Đoàn ở chọn màu giùm em. Có một cái màu gạch và một cái màu này màu gì? Cái màu này nó dơ xíu rồi. Màu này nó dơ xíu rồi. Con này dơ xíu rồi chị ơi, mà 46.000. Màu gạch cho chị Mary Nguyễn. Cái màu này dơ xíu rồi chị ơi, màu này đang đẹp mà bị dơ xíu, chị nào lấy xuống. Không gì đằng sau rồi. Cái này em sale tặng luôn chị em mình 29.000 đi. Bị dơ nhá, cái này chị em mình về giặt luôn dùng nguyên. Không. Này 29k chị phải lên màu cho em, không biết có màu gì đi. Con này bị dơ, lên mã dơ tặng 29. Dơ tặng 29 luôn, bán tặng 29k luôn. Rồi còn cái. Hình như đuổi xịn mình còn, xịn ống bo mình còn. Đầu trước về máy trong quần dơ chị Mary Nguyễn. Chị hai cái từ từ. Đen nhỏ nuôi nha. Lúc rồi giờ hỏi là em không biết đi. Giờ hỏi là em không biết luôn ý. 49.000 cái ti ti này. Đó mới thả xuống kìa. Rồi nhá, lên mã reo. Xe 55 đổ về là chị em chúc đẹp. Phía sau toàn bộ lưng thun nha. Quên 46.000 thôi. Lẹo. Đấy, toàn bộ cái này là xả rẻ hết rồi đó chị em mình. Làm sao thì chị em mình mua những con này giá 46.000 mà con nữ sức dài này. Đấy, về mà đóng sỉ bao nhiêu mà còn rất mẫu lại là em sale hết. Sale cho TT. Cho mình hai cái khoác bé. Bao nhiêu ký chị ơi? 29 cho em thế thôi. Vậy lên đây mà ho là nguyên đuổi về đó nha. Cảm em mã túi hộp, em hết rồi, túi hộp size 52 đổ về. Con này là đuổi xước luôn, túi hộp 49, ơ quên lộn, 46.000. Nha, cảm em mã túi hộp. Im lặng, chặt tự. 37 em hết rồi. Cái áo này không còn 37 ký. Im lặng, con Nguyên bán hàng. Con này là thô mềm. Con này là dặn thô mềm nha chị em mình ơi. Nha, size 48 đổ về. Lên luôn dụng mã này là mã vàng. Thô mềm nha, túi hộp cho tội nghiệp hà. Vàng chạy thấy nha đòn. Cái này bị dơ rồi. Con này đang xinh mà bị dơ xíu này. Vàng 49.000. Có cái đuổi xước là 46 thôi. Con này đang xinh nha, cái này em sale luôn thì em mình. Thôi để hạ nguyên mang luôn đi. Không, size nhỏ thôi chị Thu Ngăn Đặng Thị. Cái năng size còn size. Cái này mình còn có size L thôi nè. Size 32-35kg rồi. Hết size XL rồi. Ok chị Gia Hăng Ngô. Cái dơ hồi nãy á, bỏ chị dơ Gia Hăng Ngô giặt được mà. Hồi xíu nè. Cái body á. Cái này 29.000 luôn. Còn bộ lửng mango. Hết rồi em ơi, còn đùi mango. Đùi còn, chưa lên cái bộ hành chim nữa kìa. Túi hộp em hết rồi, cái này sale 29.000 bị chấm một xíu thôi. Mẹ, cái nào hết mực mà 35kg cũng được chạm chứ. Cái này có một cái này, chị nào lấy cái này lên mã 29k. Comment lên 29k luôn dùng nguyên. Cái này cũng một cái. Sale 60. Con này sale 60 nha, 29 nha chị Hoa Trần. Nguyên mang là áo không? Im lặng của Nguyên bán hàng này. Cái này bị dơ cái đường này xíu này. Cái này em đi chị em 29.000. Con này sale to này. Nha, lên mã to 29 luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy mã to 29 chốt lên luôn dùng nguyên nghe chị em mình ơi. To 29.000. Nha. To 29 hết cái quần này chưa? Cái này hình như còn mấy tháng rồi nó kìa. Nè, cái này chắc là khách nhận nhiều con này rồi. 49.000. Cho chị em mình 55-57. Cô chị nắng mùa hè. To cho nắng mùa hè. To là cái nực. To bị dơ 29. Con này hình như là còn đó chị. Em nhớ còn con này. Con này size 55-57 thôi. Con này 49.000 nhé. 49.000 dạng lụi nhăn lụi trượt.
răng ngồi sững sờ biết đi vô. Đồ nhăn đồ trượt. Trời lên luôn chừng này 39.000 luôn, xe 55. Bèo. Rồi ok nhé. Ê cái còn cái mới quần này, cái này cho mới quần này thì tay em hết rồi. Mấy này đứng nè. Bê cho chị tê tê. Rồi, tiếp luôn dùng nguyên 35 hà, CL còn gì không ta? Coi cái áo mà áo 69.000 CL còn cái chim Huyền. Phải chuyển gì đâu vậy à? Ờ còn. Còn. Rồi lên luôn chung mã xung. Con này phông to, phông 60 nhé. Đang muốn kiếm cái gì tiên ta? Ôi mấy con này không thể nào chị em mình đi ra ngồi mà mua dòng 49.000 được chị em mình ạ. À. Sai 60. Vô mùa nắng mang những cái con này chị em mình mang với kiểu cũng được hết. Đen. 49 màu gạch cho chị Ti Ti nè. Ti Ti nè. Rồi 49 màu gạch nè. 49 màu xanh vịt nè. 49 màu xanh đây này. Cô Nguyên đang bán hàng phải nhỏ phải trật tự. Đấy, như hồi tối mà em Trang qua mình nói chuyện là cô Nguyên nạt em Trang luôn. Giỡn đâu. Nạt chứ nào. Con này giống như là lụa trượt ấy. Lụa trượt ấy, đẹp lắm. Thiệt là gì ta. Cái này reo chứ, cho chị Hồng Phụng Tây Tây. Cái này mã này em bán nhiều lắm rồi. Mà so ra nó giá quá rẻ. Rồi nhá màu gạch này. Giống như là lụa nhăn chứ không phải lụa trượt, lụa nhăn này. Nhăn nhăn sơn. Cái này nhăn kiểu chứ không phải là nó nhăn rấm cho chị em mình thấy đâu. Nó sườn 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 ấy. Rồi nhá màu gạch. Lên luôn dùng mã gạch luôn dùng đi. Cổ vịt ở đâu ta? Cổ vịt à? Gạch cho Ti Ti. Đây này cho chị, đây Hồng Phụng đây này. Cái này cho chị Ti Ti này. Rồi nhá chị nào lấy gạch lên gạch này. Gạch này, hồi nãy con này từ đầu lai còn sót một con. Màu nu. Nu 49.000. Không phải là đuổi, cái này nó mềm hơn đuổi nhiều. Nhưng mà không phải bị mỏng. Giống như là lụa trượt, lụa nhăn ấy. Nha, nè. Quay cận luôn chị em mình coi cái chắc. Đây, không phải đuổi nha. Nè. Thấy không, chị em mình không phải là bị nhăn cái vải của nó như thế. Nô cho Ti Ti. Nô Ti Ti. Rồi con màu gạch. Hai con màu gạch. Nha. Hai con màu gạch. Một cái màu nô cho chị Giang Đoàn. Nô cho chị Giang Đoàn. Làm sao mua con nào với giá 49 vậy mà. À, chị Giang Đoàn. Giang Đoàn. Còn một cái màu reo. Cái này chị Giang Đoàn. Cái này màu reo. Gắt lại cho nó gọn. Hàng. Mai chằn mai đè như thế này. Chị em mình thấy kỹ không? Nhìn kỹ hàng luôn dùng nguyên. Rồi màu reo. Reo ống tiết kìa. Reo này không phải ống sung nhá. Ống thường nhá. Hai con này ống thường thôi này. Không phải sung nhá. Reo và màu hồng rút. Một reo một hồng rút. Cái này ống thường thôi. Ống nhỏ này chưa thôi chị em mình nha. Lên luôn dụng này. Cái này 60 chị em mình mang được. Reo cho chị Phan Lê. Phan Lê khách cũ con. Hello chị Thu Lê nhé. Rồi còn một cái màu hồng rút. Còn một cái hồng rút. Đây chị em mình nhìn đường kia mùi chữ luôn dùng nguyên. Nhìn hàng luôn dùng nguyên nha. Hồng rút còn cái. Màu gạch ống nhỏ còn cái. Size 60 vô tư nha. 49.000 thì nó quá là rẻ nha chị em mình ơi. Nha. Còn một con màu gạch. Một con màu hồng rút 49. Bé 30 từ hồng rút cho chị Kiều Dung. Hồng rút cho chị Kiều Dung. Con nào nãy hết rồi chị ơi. Cho chị Hoàng Nguyễn con này. Hoàng Nguyễn con này. Hoàng Nguyễn con này. Con này hồi nãy em sale rồi. Em sale đầu lai máy ta 49 gì nè. Quần ngố. Quần ngố ống sớ nhá. Con này là ngố ống sớ. Chị nào lấy ngố ống sớ lên ngố ống sớ luôn dùng nguyên. Sớ nè. Quần nam em không? Quần nam hồng rút em hết rồi. Cái này ống nhỏ, con này xây nhỏ thôi. Cái này sao chị em mình tầm 55 đổ về thôi. Đây mã đen nhỏ. Đây chị em mình nhìn hàng. Đen nhỏ này. Nha chị nào lấy đen nhỏ xây 55 đổ về 49. Cái này lẻ lai mệt quá. Đen nhỏ nhá. Chị nào lấy đen nhỏ lên đen nhỏ.
tím thô. Tím thô dùng nguyên nhá. Chị nào lấy tím thô con này bán tặng chị em 39.000. Đang dây điện thành thị thiên hành 49. Tím thô này sale 39.000, sale 50. Sale 50 nha, chị nào lấy tím thô, anh tím thô luôn dùng sale 50. Con này tặng 39.000 luôn. Quần ống bo sale 57, đen nhỏ hết rồi. Đen nhỏ hết rồi nhá. Con này là quần giống như là lụa hàng. Tím thô cho chị Kiều Dung. Kiều Dung tím thô đó chị kìa. Kiều Dung đây này. Kiều Dung 39.000, đen nhỏ em hết nha. Con này size 55-57, con này cân hề. Con này là lụa hàng ấy. Con này vải của nó là lụa hàng. Nên mã này là mã 39.000, ô đi, màu đi cũng được. Comment mã màu, 39.000 luôn. Tím dơ con cá, chút mã tím dơ. Chị nhìn em biết với chị. Em dị không, like không được luôn ấy. Nên mã tím dơ, cái này bị dơ, xíu em người giặt dùng nguyên là size 55. Comment mã tím dơ luôn dùng nguyên, 39.000 trang 5. 39.000 trang 5, con này 55, lên mã tím dơ 29. Tím dơ tặng 29. Tím dơ 29, trong ít đùi ring nữa nghe Huyền. Bên cây đùi ring bên đó, ờ. Soạn ra hàng cây ring mà cuối cùng chưa bữa nào like hết. Cứ view ngày nào cũng như thế này, 2-3 ngày rồi đó. Tím dơ chị trang 5 luôn. Cọc bên đó là ring đùi, bên cây này ring dài. Ring đùi. Tím dơ em hết rồi. Con này 46.000 đuổi xe 55. Con này đuổi xước nè, xe 55, 46.000 nha chị em mình ơi. Xe 55 nhá, đây này. Xe 55, chị nào lấy cái này đơn chung mã sung đen. Xe 55, tím dơ em hết rồi. Cái này 49.000, chị nào lấy sung lên sung. Comment mã sung dùng nguyên nhá. Chị nào lấy sung lên sung luôn dùng nguyên. Sung nha. Xung đen, xung đen, xung đen. Làm sao đảm bảo luôn dễ mình những con đuổi xước này mà quần ống xung này người ta bán dễ mình rẻ là 79.000. Nguyên nó là rẻ là 79.000. Nhá chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên này. 55 đổ về là chị em chốt ok. Lên mã này là mã xung đen. Quần này là dặn quần quần sớ. Dưới gối một xíu. Nha dưới gối một xíu. Rồi ok. Cái này là gì chị? Con này quần thô. Quần thô này, thô xanh này có một cái. Phải thô mềm, ống bo. Thô mềm ống bo. Size 52 đổ về, lên mã caro, thô mềm ống bo. Nha, thô mềm ống bo, chị nào lấy thô mềm ống bo lên luôn dùng đi. Lên mã vàng, đuổi xước. 46.000. Ống nhỏ size 52. May kỹ lắm chị em ạ. Toàn bộ là hàng may rất là kỹ luôn. Nha, lên mã vàng. Nha, chị nào lấy vàng lên vàng luôn dùng đi. Thô xanh chị TT. Có cái đen nào 60 kg không có chị ơi, cái này em còn lẻ tẻ thôi. Em teo gọn hết đấy. Nha, lên mã vàng luôn dùng nguyên. Những cái hôm mà view ít như thế này là toàn bộ là em đi hàng lẻ hết. Caro em hết rồi. Hết caro nha. Lên mã vàng. Đen sung cho chị Huỳnh Thị Ngọc Dung. 49.000. Lên mã vàng luôn dùng nguyên. Hàng máy kỹ chị em mà nói. Hàng máy chăn, máy đàn. Vàng cho chị Thảo Nguyễn này. Thảo Nguyễn nào ta? Vàng cho tội nghiệp Hà Thảo Nguyễn. Không biết Thảo Nguyễn nào. Thảo Nguyễn ơi, lên thông tin nhá. Thảo Nguyễn. Cái này như nhau. Mã vàng cho chị Hà Nam ơi, lên thông tin cho em đi. Con này toàn 50. Ôi chị nào mà nhỏ con, trưa nay sang được hàng quần rẻ quá luôn ấy. Này. Cái này toàn diện miệt, mọi khi mà chưa làm cho mình cái mua ở ngoài toàn gần trăm hết chị Hằng. Chị Nguyệt. Mấy bữa mua mấy con quần đây như ở ngoài luôn chị. Lên là thấy mình bị hối nhiều đúng không? Ừ. Quá nhiều. Lên mã bo có 3 cái nào mà size nhỏ thôi. Đây này 4 cái. 4 cái 4 màu chứ. Cái này 4 cái đến 4 màu. Size dành cho trẻ mình 50-52 là trẻ mình chú ok. Chị nào mà nhỏ con mua được những con này sướng quá trẻ mình ơi. Nguyên sale có hàng 4 à. Màu gì? Màu màu này hả? Chị Thu Ngân Đặng Thị. Thu Ngân Đặng Thị này. Rồi còn màu cam, màu kem, màu reo. Kem cho chị Hà Hồng Nguyễn này. Hà Hồng Nguyễn 49.000. Thu Ngân Đặng Thị. Rồi nhá, còn bo reo và bo màu gạch. Được 2 con nữa thôi. Bo màu reo và bo màu gạch 49.000 bo reo cho chị Hà Thị Huỳnh. Hà Thị Huỳnh.
hồi xong làm đơn gấp lại cho nó gọn gọn xíu. Cái ông cuộn 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 là nó mất giá trị con quần lắm. Còn một con màu gạch, còn một con màu gạch nha. Chị nào lấy màu gạch lên gạch, chị nào mà ví dụ như có con trai lớn, con trai không phải là lớn nhưng mà tầm 40 mấy ký, phát cho nó những con này cũng mang được, cũng mang được. Màu gạch có một con, như cỡ tặng người Duy Nguyên là mang những con này vừa đẹp luôn. Đấy, màu gạch có một con. Chị nào lấy gạch lên gạch luôn được nhé. Quần à, trời ơi. Màu gạch đấy cho chị tội nghiệp hà. Nè, phải hàng này ở ngoài người ta bán cho chị em mình cả tiền trăm không? Này chị em mình nhìn chắc này. Nhìn chắc này. Con mấy cái? Size 60 nhé. 6 cái. Cái này là size 60 nha chị em mình ơi. Dạng quần ống sung, quần dập ly nè. Quần dập ly những con này còn hot. Mà sale rồi. Quần dập ly này còn hot nè, chị em mình chắc. 49.000 luôn đi, lên mã dập ly luôn dùng nguyên á. Cái này mang với áo cà rốt tóc cũng đẹp. Lên mã này mã dập ly hồng. Màu hồng rút, hồng rút. Cho chị Ti Ti hai cái. Ti Ti hai cái. Màu này hồng rút ấy, trong phải là màu đen thế. Cái dây điện á. Dây điện ra. Dây điện cái nào giờ á. Đang sạc chị sạc cái mô. Cái này. Ý là cái dây điện giờ á. Không biết nữa, tình ngô để ra. Cho chị Hồng Phụng. Cho chị Hồng Phụng. Đẹp lắm. Con này vải bao đã chị em mình nhìn cái độ nhúng của nhũng của nó. Mềm nhũng luôn. Cho chị Nguyễn Dung. Nguyễn Dung. 49.000 nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Phải thôi rồi, sướng luôn á chị em mình. Nặng trịch cái con quần nha, chị nào lấy cái này lên mã dập ly luôn dùng nguyên. Cho chị Phúc Minh. Phúc Minh 49.000, rồi còn hai con. Chị nào lấy dập ly lên dập ly. Rồi ok, có màu đen à. Đen có 3 con. Dập ly đen có 3 con. Chị nào lấy dập ly đen lên dập ly đen. Làm sao mà mua được giá này? Tại vì Nguyên còn lẻ tẻ là Nguyên sale hết. Thì chị em mình nhìn con quần. Dập ly màu đen nhé. Size 60 vô tư. 62 vô tư. Nha, chị nào lấy cái này đây mãi dập ly màu đen. Dập ly màu đen. Đen nhé. Thì chị Linh Nguyễn. Hai cái, hai màu đi. Linh Nguyễn hai cái, hai màu. Linh Nguyễn. Linh Nguyễn hai cái, hai màu. Rồi, còn đen cho chị Hồng Phúc. À quên, cho chị Ti Ti. Hết dập ly đen. Có một cái xám à. Có một cái màu xám. Có một cái màu xám thôi. Nha, có một cái màu xám duy nhất. Chị nào lấy xám lên xám. 49.000, hết đen luôn chị ơi. Có một cái màu xám nhé. Cái này không có size nhỏ chị ơi. Lên luôn dùng cái này. Cái này hàng free size mà. Cái đó là hàng free size. Thế cho chị Phúc Minh. Xám chị đi chơi. Hắn quá rẻ, những cái lúc Nguyên xe hàng lẻ này quá rẻ luôn chị em. Gì con? Thôi im lặng. Thanh niên nghiêm túc chị chi trời. Nên luôn dùng nguyên cái này. Cầm em mã hoa cúc. Xe 55. Hoa cúc xe 55 theo toàn bộ. Theo toàn bộ hai bên phối lưới. Lên mã hoa cúc. Hết rồi chị ơi. Con này em đi chị em 46.000. Đuổi lại em đi chị em 46.000. Nha, chị nào lấy hoa cúc tên hoa cúc luôn dùng nguyên. Comment hoa cúc xe 55. Quần ống bo reo túi hộp này xe 50-52 hồi nãy. Xám em hết rồi, xe 50, xuất 50 đi. Nha, lên mã túi hộp. Màu tím, quên lộn, màu reo. 46.000 túi hộp. Nha, chị nào lấy túi hộp lên túi hộp. Và chị nào lấy hoa cúc, comment lên hoa cúc luôn dùng nguyên nhé. Comment lên hoa cúc. Nha, túi hộp và hoa cúc. Rồi em lên cho em mình ít viên thun. Em quên đủ. Viên đùi à. Hoa cúc cho chị Hà Thị Huỳnh. Hà Thị Huỳnh. Chưa nghe đọc mà thấy họ chốt rồi. Mạng mới đi chán lắm. Túi hộp này có hai cái. Túi hộp cho chị Mary Nguyễn. Rồi còn một cái màu gạch gạch. 46.000 nha chị. 46.000.
mà view ít đó, 46.000 nha. Còn một túi hộp màu gạch hết trên hết quần đi chị, quần màu đen đi và hoàng chị đi. Còn một túi hộp đấy, chị nào lấy túi hộp đen, túi hộp đen. Còn túi hộp màu đen size 50-52 có ring đùi nam ạ. Không phải là ring đùi mà ring ngố có, ring lỡ nam có đó. Chị nào lấy túi hộp đen lên túi hộp đen luôn dùng nha. Nhá, lên mã túi hộp đen. Áo khoác em lên rồi. Ôi trời ơi. Áo khoác em đã lên rồi cho chị Dung Dương Thị Phương. Dung Dương Thị Phương. SM. Có một con size S, hai con size M, túi hộp màu đen cho Giang Đoàn. Ngô Xí. Giang Đoàn của ai vậy? Ngô Xí. Ngọc Trần, Ngốc Trần. Ngọc Trần, cái này khác Ngốc Trần đúng không? Ngọc Trần không giấu. Túi hộp nè. Không giấu. Ngọc hả? Ngọc không giấu. Ngọc Trần. Ngọc không giấu, Trần không giấu. Trời ơi. Ngọc Trần ra. Còn không? Ngô Xuyến có chưa? Giang Đoàn có chưa? Hà Hồng Nguyễn có không? Có hết nhé. Ui đẹp lắm chị em mình ơi. Cái này có một cái size S thôi, một cái size S. Thử cái độ giãn con này phát gì. Cái này có 2 ri nhưng mà có một cái size S, 2 size M, 2 size L. Thử cái độ giãn giùm em con này. Thử cái mông, mong 104 luôn cho dạ mình xem cho nó ok, cho nó chuẩn. Con này đẹp lắm chị em mình ơi. Lên nhanh nha. Nè xịn sò luôn. Size S một cái, hai cái size M. S này vô tư chị em mình 52 nha. Em thử con này, chị thử maximum chị em mình 62 cái để bông trang được không? Size L. Vô tư luôn, một chút đến 60 thôi. Cho nó thông thả. Ui trời ơi, đẹp. Cái này em đi chạy mình 65.000 luôn nha. Hai cái size L chốt đến 60 nha. Con này gọi là giờ là gọi là hàng hiếm ấy. Size S chị em mình có một cái size S cho chị em mình 52 đổ về, size M cho chị em mình 55, L cho chị Huỳnh Thị Hạnh, S cho chị Hà Thị Huỳnh, L này Huỳnh Thị Hạnh nha. Còn size M 55-57, size L luôn cho chị Tuyết Nguyễn hết size L này. Rồi nè, còn hai cái size M, còn hai cái size M thôi, size S rồi chị. Size S cho chị Hà Thị Huỳnh. S cho Hà Thị Huỳnh. Hà Thị Huỳnh. Rồi còn size M thôi. Size 55-57 đổi về là chị em chút đẹp giãn sướng luôn. Lưng cao Hà Thị Huỳnh. Còn size M thôi, còn hai cái size M nhá. Chị nào lấy M lên M luôn dùng nguyên nhá. 51 hơi bị rộng rồi chị ơi. Size M hơi bị rộng rồi. Hết size L rồi chị Thúy ơi. Chuyển size M, còn hai cái size M nhá. Đấy, thấy chưa? Điều mà X mà lên hàng ri là như thế này đây. Một ri còn lại sai, ri còn lại sai. Chị nào lấy M lên M luôn dùng nguyên với M chị Thương Trương Minh. Ok Thương Trương Minh. Còn con size M tắt luôn cho em luôn với cho nó đi theo bài chị ạ. Nha. Cái này như trả chị Phân rồi mà. Thế máy. Máy từ từ đừng có vứt hết lên. Chị Phân quay đầu rồi đó. 2S nè. Đừng có vứt hết luôn. 2S 3M 1L cho cái mã này. Lên mã xanh luôn dùng nguyên. Xanh xước đẹp lắm luôn. Ai thử chị em mình nhìn cái phông quần. Cầm như thế này chị em mình đủ thấy xịn rồi. Còn size M đấy, còn cái size M chị nào phát nát luôn dùng nguyên nhé. Rồi nhá, lên mã xanh. Xanh S, M, L. Nha, 3 size. Xanh S, M, L, 3 size. Em chốt đến 60kg nha chị em mình ơi. Chốt đến 60 nha. Thì tại cái quần nó hơi bị ấy. Bên cái phần lai kìa. Lên mã xanh luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Xanh. Comment lên xanh luôn dùng nguyên nhé. Cắt phê con này luôn đi. Xanh 3 size SML nhé. Size 6 đến 60kg rồi chị em mình chốt ok luôn dùng nguyên nhé. Lên luôn dùng mã xanh luôn dùng nguyên. Có Thương Thái mà coi để đóng luôn hết cho khách. Rồi tối nay Thương Thái sao. Thương Thái về còn ít lắm. Nha chị nào lấy xanh lên xanh rồi ráng lai tới 3 giờ. Nhưng mà viên trắng quá. Nào không cắt được. Nha chị nào lấy xanh lên xanh chị em mình phone. Tại vì muốn mang hai cái quần ấy.
nha. Chị nào lấy mã này lên chung mã xanh kèm size. Xanh kèm size nhá. Xanh kèm size 65.000 một con. Đi đâu hết rồi chị em mà nó chấm chấm lên phát nè. Là đẹp được đến 3 giờ chứ. Máy này thì giờ còn like cái gì? Like cái quần caro xanh. Xanh xây lợi Tuyết Nguyễn. Xanh xây lợi cho Tuyết Nguyễn. Thôi nhá, chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng nguyên nhá. Xanh 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 lên nữa không? Chắc là đừng thôi 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 nguyên cái này đi chị ơi. Thật giờ không biết lên cái gì cho lên cái mớ hàng lẻ đi, sale mớ hàng lẻ đi. Cái này bán tặng luôn, cái này cho bé. Cái này cho bé luôn, bán tặng luôn. Cái này hàng sót vậy. Xe 37, 35, 37, comment lên mà 0 đồng. Cái này hơi bị ấy cái phần like. Nhá, lên mã 0 đồng, mạng giặt quá à. À, trái biết lên. Lên mã 0 đồng. Nha, chị nào lấy 0 đồng, lên 0 đồng luôn dùng đi. Quần này là riêng cho chị Hà đổ. Xanh xây một xây mờ cho chị Trang Thanh chưa? Trang Thanh không đồng cho chị Thanh Hằng có đơn. Thanh Hằng có đơn. Xe 48 quần ngố, cái này tặng 29.000 đi. Xe 48 có tông nhé, cái này có tông chứ không phải là u mì. Con này bán tặng, con này hơi bị dơ cái phần này chứ. Dơ cái phần like xíu. Lên mã hoa cúc. Hoa cúc size 48-50. Nha, lên mã hoa cúc hơi bị bạc phần này. Lên mã 0 đồng luôn. 48-50. Nha, lên mã 0 đồng hoa cúc luôn. Chị nào lấy không? Xóa một con quần sung này. 49.000 con này còn xóa một con size 60. Lên mã đen sung size 60. Đen này đen sung nhưng mà dạng quần của nó là quần ngố nhé. 29 cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp. Nguyễn Thị Bích Thiệp. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên. Cho chị Hà đổ. Không cho chị Hà đổ. Không cho Hà đổ. Chia sẻ lên luôn giùm em đi chị em mà nó. Nha, con này lên luôn trong này 46.000 túi hộp. Màu đen sung cho Ánh Trinh. Ánh Trinh 49.000. Cái này 46.000. Lên mã túi hộp nhé. Comment mã túi hộp luôn dùng nguyên. Chúc lên mã túi hộp luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy túi hộp lên mã túi hộp luôn dùng nguyên. Hoa cúc em hết nha. Comment lên mã túi hộp. Ai lấy túi hộp lên túi hộp nhé. Chị chuyển qua, chị ngồi bên này phát đi chị. Chị ngồi bên này xíu đi, cho em lên mấy cái lẻ này đi. Má đi dưới tiếp này đi đi. Đi cái mớ hàng lẻ này bán tặng đi cho nó gọn cho nó. Cái này của sĩ nè. Cái này của sĩ rồi. Con này của sĩ rồi hàng lẻ. Tặng 29.000 nha, tối lên rồi. Tặng 29.000 luôn. Tặng 29.000 con này Boris. Tặng 29.000 cổ nè. Chị nào lấy 29.000 cổ lên luôn dùng nha. Em đi chị em mình đi hàng lẻ này nha. Tắt cái like bên này chị em mình chuyển qua một like đi chị em mình nhá. Tiêu ít quá. Chị em mình chuyển qua cái like sau nhá. Nha chị em mình bên máy này chuyển qua cái like sau giùm em.